1. Vụ án Kiều Thúy. Trong quá khứ, khoảng 20-30 năm trước hoặc thậm chí còn lâu hơn nữa, ở nhiều khu vực có sông hồ, mọi người đã có một thói quen là xuống sông tắm. Một số cô gái khá phóng khoáng cũng đã từng cởi hết quần áo, không mặc gì cả và tắm thật kỹ dưới nước khi không có ai ở bên bờ sông. Nếu tình cờ có người đi ngang qua, điều này đã từng làm các cô gái giật mình và họ đã vội vàng lấy thứ gì đó che thân. Ngày 22 tháng 6 năm 2000, tại thôn Hướng Gia Cương, thị trấn Đại Quế, huyện Mộc Lan, tỉnh Hắc Long Giang đã xảy ra một sự việc bất thường. Điểm khác biệt là người phụ nữ tắm đã biết rằng có đàn ông ở gần đó, nhưng cô ấy đã không quan tâm. Còn người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ này tắm, cũng đã biết rằng cô ấy không mặc gì cả, nhưng anh ta cũng đã không rời đi hay tránh né. Thôn Hướng Gia Cương, thị trấn Đại Quế có vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời, nơi đây sở hữu núi non trùng điệp, hồ nước trong xanh, rừng rậm bạt ngàn. Giữa núi và hồ là những cánh đồng màu mỡ trải rộng bao la. Ngọn núi ở nơi này được gọi là Hương Mặc Sơn, còn hồ nước được đặt tên là Hương Mặc Hồ. Bên bờ hồ là một khu ruộng nước lớn trồng lúa, mà ai cũng biết gạo Đông Bắc ngon đến nhường nào. Ngày hôm đó, trong cánh đồng nước này xuất hiện một người phụ nữ. Lúc đó, trời đang giữa trưa, nắng gay gắt và không khí oi bức. Người phụ nữ này vừa nhìn về phía hồ, vừa tự lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình. Cô ấy than thở về cái nóng và muốn xuống hồ tắm cho mát mẻ. Không chỉ nói suông, người phụ nữ còn bắt đầu cởi quần áo một cách thoải mái. Đây rõ ràng là một hành động táo bạo và quyến rũ trắng trợn. Đối với nhiều người ở thành phố, hàng xóm chỉ đơn giản là những người sống cùng nhà hoặc gần nhà mình. Nhưng đối với nhiều người ở nông thôn, hàng xóm được chia thành hai loại, một là hàng xóm nhà, hai là hàng xóm ruộng. Hàng xóm ruộng có nghĩa là ruộng của người này giáp với ruộng của người kia, thì họ được coi là hàng xóm ruộng của nhau. Người đàn ông đang nhìn người phụ nữ cởi sạch quần áo tắm chính là hàng xóm ruộng của cô ấy. Người đàn ông này thực ra đang tưới nước vào ruộng của mình. Khi nhìn thấy người phụ nữ kia không mặc gì cả, trong lòng anh ta trỗi dậy nhiều suy nghĩ và mong muốn. Anh ta hối hận vì khoảng cách giữa mình và người phụ nữ quá xa, ước gì có thể đến gần hơn để quan sát rõ ràng hơn. Anh ta cũng mong ước mình có thị lực tốt hơn hoặc có một cái ống nhòm cường độ cao để có thể ngắm nhìn thoải mái. Người đàn ông này dừng công việc trên tay, ngồi xuống bờ ruộng, dùng mắt ngắm nhìn cho thỏa thích. Ban đầu, anh ta không dám nhìn thẳng, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm vài lần. Anh ta vừa lén nhìn, vừa thầm nghĩ trong lòng về vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ. Anh ta để ý đến những chi tiết như áo ngực và quần lót mỏng manh mà cô ấy mặc, cảm thấy chúng rất gợi cảm. Thực ra, cái quần lót mà người phụ nữ đó mặc chính là loại ren đang rất thịnh hành vào thời điểm câu chuyện xảy ra. Thời đó, người đàn ông chưa từng thấy kiểu nội y như vậy. Trong bối cảnh của một ngôi làng bình thường vào thời kỳ đó, chỉ có người phụ nữ này dám mặc loại đồ táo bạo và quyến rũ như thế. Người đàn ông này nhìn người phụ nữ với ánh mắt đầy ham muốn, khiến đầu óc anh ta nóng ran và máu dồn lên não. Bản năng vô thức đại chi phối hành động của anh ta, khiến anh ta tự động di chuyển vài bước về phía người phụ nữ. Tuy nhiên, do quá mải mê ngắm nhìn, anh ta đã quên mất rằng mình đang đứng trên bờ ruộng, nên khi vừa bước ra, anh ta đã trượt chân và suýt nữa thì ngã xuống ruộng nước. Không chỉ người đàn ông bên này đang nhìn người phụ nữ, mà người phụ nữ tắm lộ liễu này cũng có một câu chuyện đằng sau. Cô ta tên là Kiều Thúy, sinh sống ở thị trấn Đại Quý. Cô ta không phải là một người phụ nữ bình thường, mà được dư luận đánh giá là bạch cốt tinh chuyên ăn xương đàn ông. Kiều Thúy là con thứ tư trong gia đình. Từ nhỏ, cô đã có thói quen ăn chơi, lười biếng, không chịu làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, cô sở hữu một ưu điểm nổi bật, đó chính là sắc đẹp. Chiều cao của cô trong số các cô gái cũng được coi là cao, đạt 1m68. Thân hình cô có đầy đủ các đường cong quyến rũ. Đôi mắt của cô thì lấp lánh rực rỡ, chỉ cần nhìn vào một lần thôi cũng đủ khiến người khác mê mẩn. Với vẻ đẹp như vậy, Kiều Thúy tất nhiên thu hút rất nhiều người theo đuổi. Cô lại rất cởi mở, không từ chối bất kỳ ai. Chỉ cần đàn ông muốn chơi với cô sẽ sẵn sàng đáp ứng. Cô nghĩ đến việc chọn một chàng trai giàu có trong số họ làm chồng như ý. Tuy nhiên, những chàng trai có điều kiện tốt, có công việc ổn định, gia đình đàng hoàng, khi tiếp xúc và thấy cô gái này phóng túng như vậy, không ai dám kết hôn với cô cả. Họ nhận ra rằng, cô gái này không thể trở thành một người vợ hiền, một bà mẹ tốt được. Còn những chàng trai không đứng đắn, bản thân họ chỉ có tâm lý chơi bời. Đối với họ, Kiều Thúy tuyệt đối không thể làm vợ, nhưng có thể làm tình nhân. Mỗi lần cũng chỉ chơi một thời gian, khi chán rồi thì lại kết hôn với người phụ nữ khác. Kiều Thúy chưa đến 20 tuổi đã có quan hệ tình dục, điều này ở nông thôn thời đó được coi là rất sớm. Cuối cùng cô cũng không còn cách nào khác, bị người ta chỉ trỏ, mang trong lòng sự bất cam tâm không muốn, đành phải lấy anh nông dân Triệu Đại Hải thật thà chất phác. Triệu Đại Hải có suy nghĩ rằng, Kiều Thúy
nên ăn phận thủ thường và sống một cuộc sống bình thường, bởi vì cô đã trải qua một quãng thời gian chơi bời điên cuồng và đã đến lúc cần phải dừng lại. Tuy nhiên, trái tim của Kiều Thúy không thể tìm thấy sự yên bình và ổn định, nó luôn cảm thấy bồn chồn và day dứt. Kiều Thúy suy ngẫm rằng, nếu cứ tiếp tục sống qua ngày một cách tẻ nhạt như vậy, thì cô không biết đến bao giờ mới có thể đạt được sự giàu có và thành đạt. Ngoài ra, Kiều Thúy còn nghe đâu đó một câu nói rằng, đàn ông khi có nhiều tiền thì thường trở nên hư hỏng, còn phụ nữ hư hỏng thì lại dễ dàng kiếm được tiền. Điều này khiến cô tự vấn lương tâm rằng, bản thân mình đã đủ hư hỏng, vậy tại sao vẫn chưa thể có được tiền bạc và sự giàu sang? Chính vì những suy nghĩ đó, Kiều Thúy ngày càng đi chệch hướng và trở nên tồi tệ hơn. Cô quyết tâm phải kiếm tiền bằng bất cứ giá nào, dù phải đánh đổi cả danh dự và nhân phẩm của bản thân. Kiều Thúy chỉ biết dựa vào sắc đẹp của mình để quyến rũ và ve vãn đủ loại đàn ông. Cô sẵn sàng trở thành người tình và lên giường với bất kỳ người đàn ông nào, miễn là họ cho cô tiền. Thậm chí, ngay cả khi họ không đưa tiền, Kiều Thúy vẫn sẵn sàng quan hệ tình dục với họ, rồi sau đó sẽ dùng thủ đoạn để tống tiền và ép buộc họ phải trả tiền cho mình. Nếu những người đàn ông đó không chịu đưa tiền, cô sẽ làm đủ mọi cách để khiến cho gia đình của họ không thể sống yên ổn, nhằm ép họ phải khuất phục trước sự đe dọa của mình. Kể cả hàng xóm láng giềng cũng không ưa Kiều Thúy, âm thầm đặt cho cô biệt danh là Đại Yên Hoa. Đại Yên Hoa chính là tên gọi thông tục của hoa anh túc, loài hoa được biết đến là nguyên liệu quan trọng để chiết xuất thuốc phiện, chế tạo ma túy. Kiều Thúy chỉ dựa vào nhan sắc và sự phóng túng của mình, trong vài năm qua đã khiến nhiều đàn ông quỳ gối dưới váy cô. Trong số đó, có một người thua thiệt thảm hại nhất dưới váy cô, gần như muốn chơi chết mình, đó là một ông chủ thầu tên Vương Chí. Ở thị trấn Đại Quý, Vương Chí được coi là người có năng lực, đầu óc linh hoạt, anh ta biết cách kiếm tiền. Ngay khi cải cách mở cửa, anh ta đã bắt đầu làm công trình thủy lợi. Sau nhiều năm tích lũy, điều kiện sống của gia đình anh ta ngày càng tốt hơn. Vương Chí đã 36 tuổi, bình thường anh ta thích đến quán hát để tìm gái. Trước sắc dục, người khác có thể ngồi trong lòng mà không loạn, còn anh ta thì không kiềm chế được. Anh ta luôn sẵn sàng xông thẳng lên mà không do dự. Kiều Thúy nắm rõ tính cách của Vương Chí và cô đã rất nhanh chóng quyến rũ được anh ta. Giữa họ đã phát sinh quan hệ tình dục mà lần đầu tiên diễn ra trong một cánh đồng cao lương. Vương Chí muốn chơi mạo hiểm, muốn thử thách và Kiều Thúy cũng sẵn sàng đồng hành cùng anh ta trong trò chơi này. Sau khi chiến đấu trên cánh đồng cao lương, Kiều Thúy liền uy hiếp Vương Chí bằng cách đe dọa sẽ kể chuyện này cho vợ anh ta biết. Cô còn nói rằng nếu Vương Chí không cho tiền, cô sẽ tố cáo anh ta tội hiếp dâm. Vương Chí vì cũng không thiếu tiền nên đã đồng ý cho Kiều Thúy tiền. Anh ta hỏi cô muốn bao nhiêu, 500 hay 1.000, nhưng Kiều Thúy đáp lại rằng anh ta tưởng cô là hạng người gì, là người kiếm tiền lẻ sao. Cô yêu cầu phải nắm quyền kiểm soát những khoản thu nhập không ghi sổ của Vương Chí trong vòng 10 năm, cho đến tận năm 2000. Mãi đến năm 2000, Vương Chí mới thoát khỏi sự khống chế của Kiều Thúy. Lý do anh ta thoát được là vì đội thi công của anh ta đã phá sản, không kiếm được tiền nữa. Vợ của Vương Chí cũng đã biết chuyện đồi bại của chồng mình, nên đã ly hôn và tái giá. Vì thế, Vương Chí không còn sợ Kiều Thúy nữa, vì dù cô có đi mách vợ anh ta thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, bởi vợ anh giờ đã thành vợ người khác rồi. Tuy nhiên, Kiều Thúy cũng có một nguyên tắc hình sự riêng, giống như nhiều tên bắt cóc mà chúng ta đã nói trước đây. Cô không lặp lại việc làm ác với cùng một người, tức là không chỉ nhắm vào một người để ra tay. Cô luôn thay đổi nguồn máu mới, nhưng gương mặt mới để tiếp tục hành động của mình. Sau khi luân phiên qua hơn chục người như Vương Chí, Kiều Thúy cũng đã kiếm được không ít tiền. Lần này, cô tìm được một đối tượng mới, đó chính là người đàn ông hàng xóm đã lén nhìn cô tắm trước đó. Lần này, khi cởi sạch quần áo tắm khỏa thân bên hồ, thực ra Kiều Thúy đã có sắp đặt, có dự mưu từ trước, cô cố ý làm như vậy để thu hút sự chú ý. Người đàn ông hàng xóm ruộng của Kiều Thúy, kẻ đã mãn nhãn với cảnh tượng đó, có tên là Từ Gia Hưng. Gia Hưng này, tuy không có tài cán gì lớn, nhưng trong làng và cả thị trấn, ai cũng công nhận anh ta là người thật thà, là một người đàn ông tốt. Nhà họ Từ là một gia đình lâu đời ở thôn Hướng Gia Cương. Cha mẹ anh suốt đời thật thà chất phác, luôn sống đúng mực, không bao giờ làm những việc quá đà. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ, tính cách của Gia Hưng khá nội tâm, hòa nhã với mọi người. Bình thường anh hơi nhút nhát, nhưng lại rất coi trọng danh tiếng của mình. Đây quả thực là một người tốt. Ngay từ thời đi học, khi các bạn nam khác đều tìm cách trêu chọc bạn nữ, như dùng bút chọc vào lưng hay buộc tóc vào ghế, thì Gia Hưng lại khác. Anh luôn tôn trọng, nhưng nhịn bạn nữ, thậm chí còn thường xuyên bị bạn nữ bắt nạt. Ví dụ, bạn cùng bàn của Gia Hưng là một cô bé rất mạnh mẽ, các bạn đều gọi cô ấy là ớt cay. Cô thường xuyên làm cho Gia Hưng tức giận, nhưng Gia Hưng luôn nhịn nhục. Khi cô đánh anh còn hỏi tay cô có đau không,
thể hiện sự quan tâm và ân cần. Chính vì những phẩm chất tốt đẹp đó, khi lớn lên, cô bạn cùng bàn không thể quên được những điều tốt đẹp mà Gia Hưng đã dành cho mình. Cô nhất quyết phải lấy anh, và cuối cùng đã kết hôn với Gia Hưng. Vậy là cô bạn cùng bàn ngày xưa đã trở thành vợ của anh, một cái kết có hậu cho mối quan hệ đẹp đẽ của họ từ thuở học trò. Gia Hưng, từ thời đi học, đã sợ cô bạn cùng bàn có biệt danh ớt cay này, và sau khi kết hôn với cô ấy, anh lại càng sợ hơn. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình của họ rất hòa thuận, và quan hệ bên ngoài cũng rất tốt đẹp. Cuộc sống của gia đình họ từ khá ổn định, và hơi khá giả hơn so với những hộ nông dân bình thường. Tuy nhiên, Gia Hưng không hề nghĩ rằng, vì điều kiện kinh tế tốt hơn một chút, và cuộc sống sung túc hơn một chút mà mình trở nên phi thường. Bất kể là ai trong làng, chỉ cần nhờ anh giúp đỡ, anh chắc chắn sẽ nhiệt tình, bỏ công sức, bỏ tiền, sẵn sàng giúp đỡ mọi việc. Tất nhiên, Gia Hưng có tiếng tăm tốt một phần quan trọng là do một lần anh dũng cảm cứu người. Vào năm 1999, có một thiếu niên đến khu vực của họ du lịch. Khi đang chơi ở núi Hương Mộc và hồ Hương Mộc, cậu bé không may bị rơi xuống hồ. Đúng lúc Gia Hưng đi ngang qua, lúc này anh ta chưa kết hôn. Thấy tình hình khẩn cấp, Gia Hưng không kịp cởi quần áo, lao ùng xuống nước và cứu cậu bé lên. Mẹ của cậu bé lấy 200 tệ còn lại trong người ra để cảm ơn anh, nhưng bị Gia Hưng từ chối. Anh nói rằng cô không cần làm vậy, vì gặp chuyện này ai mà chẳng ra tay cứu giúp. Gia Hưng chính là một người tốt như vậy, và anh còn có một bộ chuẩn mực hành vi riêng của mình. Bộ chuẩn mực hành vi riêng của Gia Hưng là không trêu chọc bất kỳ ai, không kết thù kiều với bất kỳ ai. Anh sống rất cẩn trọng như vậy. Trong làng, anh thực sự có tiếng tốt, và chỉ cần nhắc đến anh, không ai là không giơ ngón tay cái khen ngợi Gia Hưng. Nhưng nói lại chuyện Kiều Thúy, khi cô ta quyến rũ người khác, lẽ ra nên chọn những người dễ mắc câu. Tại sao cô ta lại quyến rũ một người tốt như vậy? Rốt cuộc cô ta có ý đồ gì? Trong chương trình trước, chúng tôi đã nói Kiều Thúy rất phóng khoáng. Cô cởi sạch quần áo, trần chuồng tắm ở đó, và cô cố ý tắm cho Gia Hưng nhìn thấy. Gia Hưng lại là người tốt được mọi người trong làng công nhận. Nói thật, cuộc sống của gia đình Gia Hưng quả thực khá giả hơn những hộ nông dân bình thường. Chuyện này phải kể từ khoảng năm 2000. Sau năm 2000, cứ đến mùa đông, trong làng lại tổ chức một hoạt động gọi là khoa học mùa đông. Gia Hưng luôn nhiệt tình tham gia, tiến hành thử nghiệm trồng các giống lúa mới trên ruộng của mình. Anh trồng loại lúa Sasani giàu Selen mà những hộ nông dân khác chưa dám trồng. Kết quả là năng suất cao, chất lượng gạo tốt, thu nhập hàng năm ngày càng tăng. Gia Hưng trở thành tay trồng lúa giỏi của thôn Hướng Gia Cương. Lãnh đạo thôn, lãnh đạo thị trấn, cán bộ hai cấp này đánh giá rất cao về Gia Hưng. Đối với Kiều Thúy, Gia Hưng hiểu rõ về cô ta. Về bản chất, Gia Hưng là một người đàn ông đứng đắn, và anh cũng cho rằng Kiều Thúy chính là bạch cốt tinh, là hồ ly tinh. Tuy nhiên, anh lại tuân thủ nguyên tắc sống hòa thuận với mọi người, đối xử bình đẳng với tất cả, kể cả với Kiều Thúy cũng vậy, không thân thiết cũng không bôi nhọ. Người khác đều nói xấu Kiều Thúy sau lưng, riêng Gia Hưng không nói. Anh nghĩ thầm, dù sao chênh lệch tuổi tác giữa hai người cũng hơn chục tuổi, cho dù cô ta có bán thân thể tống tiền người khác thì cũng tống tiền không đến mình. Từ khi nhìn thấy Kiều Thúy tắm trần truồng, Gia Hưng luôn cảm thấy không ổn. Anh đã nhìn chọn thân hình của người ta, và điều đó khiến anh cảm thấy mình nợ người ta. Sau khi tắm xong, Kiều Thúy mặc quần áo từng món một trước mặt Gia Hưng rồi bỏ đi, càng khiến anh bứt rứt trong lòng. Sau khi Kiều Thúy đi rồi, Gia Hưng cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên. Anh đến ruộng nhà Kiều Thúy, tưới nước giúp, tưới ướt hết cả ruộng nhà cô. Chỉ khi cảm giác tội lỗi trong lòng gần như biến mất, anh mới chịu về nhà. Gia Hưng là một người chăm chỉ, mỗi ngày đều có việc bận rộn không hớt. Vì vậy, chuyện Kiều Thúy tắm không mặc quần áo, chỉ vài ngày sau anh đã quên mất. Đúng, anh quên rồi, nhưng Kiều Thúy thì không quên. Thứ nhất, Kiều Thúy đang cần gấp một khoản tiền. Số tiền kiếm được từ Vương Chí và những người khác vốn không ít, nhưng thói quen tiêu xài của cô vượt qua số tiền đó. Nói theo cách bây giờ là dùng tiền ngày mai để sống ngày hôm nay, chi tiêu vượt mức. Hơn nữa, vì có chút chuyện mà cô bị cơ quan công an phạt tiền về an ninh trật tự, trong tay lại hết tiền. Có tiền là cô tiêu pha hết sức, cho đến khi không còn một xu dính túi. Lúc đó lại phải nghĩ cách kiếm tiền. Thứ hai, Kiều Thúy cảm thấy không nuốt trôi cục tức này. Theo như suy nghĩ và tính toán của Kiều Thúy, cô cho rằng chỉ cần bản thân cởi bỏ quần áo, dù không cần phải cởi đến mức trần truồng, mà chỉ cần cởi bỏ áo khoác ngoài và quần dài, thì Gia Hưng cũng đã phải sa ngã và không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của mình. Kiều Thúy tưởng rằng, với vẻ đẹp và sức quyến rũ của mình, Gia Hưng sẽ phải chạy đến và ôm chầm lấy cô trong vòng tay. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Kiều Thúy, Gia Hưng lại chỉ đứng yên một chỗ và nhìn cô với ánh mắt thờ ơ như thể anh đang xem một bộ phim vậy. Kiều Thúy tự hỏi, tại sao Gia Hưng lại không tiến đến để cùng cô thực hiện những hành động thú vị và mang tính gợi cảm?
Cô băn khoăn không hiểu vì sao anh lại không đến bên cô và tự hỏi ý định thực sự của anh là gì. Kiều Thúy cho rằng có lẽ Gia Hưng đang coi thường vẻ đẹp của mình và anh cho rằng cô không đủ hấp dẫn và quyến rũ. Trong suy nghĩ của mình, Kiều Thúy so sánh Gia Hưng với những người đàn ông khác mà cô từng gặp. Cô nhận thấy rằng khi nhìn thấy cô cởi đồ, hầu hết đàn ông đều lập tức nhảy sổ vào và muốn chiếm đoạt. Tuy nhiên, Gia Hưng lại không hề có phản ứng như vậy và điều này khiến Kiều Thúy cảm thấy bị xúc phạm. Cô cho rằng thái độ thờ ơ và lạnh nhạt của Gia Hưng chính là sự không tôn trọng đối với vẻ đẹp và sức hấp dẫn của cô. Dựa trên những suy nghĩ và tính toán của bản thân, Kiều Thúy quyết tâm phải đeo bám Gia Hưng bằng mọi cách, chỉ cần có cơ hội dính líu đến anh. Trong đầu cô luôn tồn tại hai lý do chính để thực hiện điều này. Thứ nhất, nếu như Gia Hưng không sa ngã trước sức quyến rũ của cô thì cũng không sao, bởi vì Kiều Thúy đã có sẵn kế hoạch vu khống, vu cáo anh có những hành vi không đứng đắn với cô. Thứ hai, Kiều Thúy cho rằng việc Gia Hưng đã nhìn thấy cơ thể của cô khi cô cởi đồ cũng đủ để cô đòi anh phải trả một khoản phí nhìn lén. Sau khi hoàn tất việc vạch ra kế hoạch của mình, Kiều Thúy bắt đầu chờ đợi một cơ hội thích hợp để nói thẳng những điều này với Gia Hưng. Và rồi cơ hội ấy cũng đến vào ngày 10 tháng 7 năm 2001, khi Kiều Thúy đi lên huyện để giải quyết một số công việc. Trên đường về, tại trạm xe buýt, cô tình cờ gặp Gia Hưng, người cũng vừa đi lên huyện vì công chuyện riêng. Hai người, một đi và một về, đã gặp nhau trong hoàn cảnh khá trùng hợp này. Kiều Thúy vươn tay chặn Gia Hưng lại, ánh mắt cô lập tức trở nên ám muội đến mức không thể ám muội hơn. Cô hỏi anh rằng, anh có phải nên thể hiện thái độ với cô hay không? Gia Hưng không hiểu, hỏi Kiều Thúy thể hiện cái gì. Kiều Thúy hừ một tiếng và nhắc lại rằng, hôm đó anh nhìn thấy gì ở ngoài đồng, đâu phải phim ngoài trời mà xem không công được. Tim Gia Hưng đập thình thịch, vội vàng giải thích rằng, anh đang làm việc ngoài ruộng, không phải cố ý đi xem cô. Tuy nhiên, Kiều Thúy vẫn không chấp nhận lời giải thích của Gia Hưng. Kiều Thúy nói rằng, trong trường hợp này, cô phải thể hiện thái độ của mình như thế nào đây, và đề nghị Gia Hưng đưa cho cô 300 tệ. Kiều Thúy lập luận rằng, nếu bây giờ Gia Hưng đi tìm gái để vui vẻ, anh cũng phải tốn vài trăm tệ, và ngay cả khi một họa sĩ tìm người mẫu để vẽ tranh, họ cũng phải trả tiền cho người mẫu. Kiều Thúy nói rằng, Gia Hưng đã nhìn trọn vẹn cơ thể của một người phụ nữ lương thiện như cô, và anh không thể không đền bù thiệt hại cho cô được. Kiều Thúy chỉ đòi Gia Hưng 300 tệ tiền phí nhìn lén, và Kiều Thúy cho rằng, mức giá này đã là rất rẻ rồi. Gia Hưng càng nghĩ càng thấy bất bình, anh nói với Kiều Thúy rằng, cô biết rõ gần đó có người mà vẫn cởi sạch quần áo tắm, anh không động đến một ngón tay, vậy sao anh phải đưa cô 300 tệ? Kiều Thúy tiếp tục gây sức ép lên Gia Hưng bằng cách hừ một tiếng và khẳng định rằng anh đã nhìn thấy cơ thể cô nên phải trả tiền. Cô đe dọa nếu Gia Hưng không chịu trả, cô sẽ đến nhà anh gây rối và không ngại làm điều đó. Tiếp đó, Kiều Thúy tiếp tục đe dọa rằng nếu Gia Hưng không quan tâm đến yêu cầu của cô sẽ đi khắp thị trấn Đại Quý để tuyên truyền về hành vi xấu xa của anh. Và cô không hề sợ bất kỳ ai. Trước những lời đe dọa gay gắt của Kiều Thúy, Gia Hưng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Anh biết rằng người phụ nữ này là người chẳng mang đến bất cứ điều gì, và một kẻ vô liêm sỉ như cô ta sẽ rất khó đối phó. Gia Hưng lo lắng rằng nếu Kiều Thúy thực sự gây rối, không chỉ vợ anh sẽ nghi ngờ, mà cuộc sống của anh cũng sẽ bị đảo lộn. Đồng thời, trong suy nghĩ của Gia Hưng cũng xuất hiện một cảm giác mơ hồ rằng khi đã nhìn thấy cơ thể của người khác thì coi như mình đã mắc nợ người ta. Tình huống khó xử này khiến Gia Hưng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vừa lo sợ hậu quả nếu không đáp ứng yêu cầu của Kiều Thúy, vừa cảm thấy bản thân có lỗi khi đã vô tình nhìn thấy cô trong tình trạng thiếu vải. Tuy nhiên, Gia Hưng thấy 300 tệ là một số tiền quá đắt, thế là anh cứng đầu, lấy từ túi áo ra 20 tệ duy nhất có trong người đưa cho Kiều Thúy. Vừa nhận tiền, Kiều Thúy liền nói rằng 20 tệ này coi như lãi của 300 tệ phí nhìn lén. Gia Hưng bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý đưa 300 tệ. Nhưng anh nói rõ rằng, bây giờ anh không có tiền trong tay, đợi đến mùa thu sẽ đưa cô. Kiều Thúy đồng ý, chỉ cần anh thừa nhận có khoản nợ này là được, và cô cũng không sợ anh chối. Nói xong, Kiều Thúy vặn vẹo mông bỏ đi. Sau khi Kiều Thúy đi rồi, Gia Hưng chửi thầm trong lòng, gọi cô là Đại Yên Hoa, Bạch Cốt Tinh, kẻ tìm đủ cách tống tiền người ta. Anh tự hỏi sao chính phủ không quét sạch cô trong chiến dịch chống mại dâm, và cho rằng, đáng lẽ phải xử bắn cô mới phải. Gia Hưng đã mang khoản nợ này trên lưng. 300 tệ vốn là số tiền nhỏ, nhưng vấn đề là tiền nhà anh do vợ quản lý, khoản chi này không thể để vợ biết. Trong tình huống này, cây nhỏ cũng thành cây to. Vì vậy, lúc nông nhàn, Gia Hưng ra ngoài làm thuê, nghĩ kiếm chút thu nhập chui để bù vào khoản lỗ này. Gia Hưng chưa từng đi làm thuê, trước đây vẫn nghĩ đi làm thuê chẳng phải chỉ là làm việc, bán sức lao động thôi sao, và đến thành phố là cúi xuống nhặt tiền. Nhưng khi tự mình đi mới phát hiện,
làm thuê thật không dễ dàng. Anh làm thuê ở huyện lỵ 2 tháng, trừ đi các khoản chi tiêu, căn bản chẳng còn tiền. Thấy mùa thu sắp đến, Gia Hưng cũng nhớ việc đồng áng ở nhà, nên xin nghỉ việc về quê. Đúng là mùa thu hoạch, nông dân nhìn thấy lại một vụ mùa bội thu. Gia Hưng vui mừng, cả ngày cùng gia đình tính toán xem năm nay bán lúa thu được bao nhiêu tiền. Sau khi suy nghĩ lại, Gia Hưng cảm thấy than thở và bất đắc dĩ khi phải trả phí nhìn lén cho Kiều Thúy. Anh cho rằng số tiền 300 tệ mà cô đòi hỏi là quá đắt, nhưng anh nghĩ tốt nhất nên trả một lần cho xong, để đuổi cô ta đi và tránh rắc rối về sau. Gia Hưng dự định sẽ dành dụm số tiền từ việc bán lúa. Tuy nhiên, trong đợt bán lúa đầu tiên, vợ anh luôn đi cùng nên anh không có cơ hội để thực hiện ý định của mình. Gia Hưng đành phải chờ đến lần sau để tính toán lại. Tuy nhiên, Kiều Thúy không thể đợi được đến lần sau. Cô nghi ngờ rằng Gia Hưng đang tìm cách quyệt nợ và trốn tránh trách nhiệm. Vào tối ngày 25 tháng 11 năm 2001, Kiều Thúy đã dùng sức đạp cửa nhà Gia Hưng. Khi nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ, Gia Hưng liền ra xem và hỏi ai đang ở ngoài. Kiều Thúy đáp lại rằng chính là cô và không ai khác có thể vào đây ngoài cô. Gia Hưng vội vã ra đón Kiều Thúy, không muốn để cô làm ầm lên ở đây và gây sự chú ý của mọi người. Khi gặp nhau, Kiều Thúy nói thẳng vào vấn đề và nhắc nhở Gia Hưng rằng cô đợi anh trả phí nhìn lén đã bao lâu rồi và hỏi anh khi nào sẽ đưa tiền. Lo sợ vợ mình nghe thấy, Gia Hưng bịt miệng Kiều Thúy và ra hiệu cho cô im lặng. Anh vội vàng kéo cô ra sau nhà hàng xóm để nói chuyện. Kiều Thúy nhắc lại rằng Gia Hưng đã nhìn thấy thân thể cô và nếu anh không đưa tiền, cô sẽ đi khắp nơi tuyên truyền về hành vi xấu xa của anh. Đang đau đầu vì khoản tiền này, Gia Hưng vội lấy từ túi áo ra 30 tệ đưa cho Kiều Thúy và nói rằng hiện tại anh chỉ có bấy nhiêu. Tuy nhiên, Kiều Thúy khẳng định rằng vẫn theo quy định cũ, đây chỉ là tiền lãi của 300 tệ và không thể thiếu một xu nào. Không những thế, Kiều Thúy còn đe dọa Gia Hưng rằng nếu anh không trả tiền, cô ta sẽ tung tin này ra và để cả thị trấn đều biết rằng Gia Hưng chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa. 7 ngày sau, khi Kiều Thúy đã tiêu hết số tiền đó, cô lại đến tìm Gia Hưng. Cô nghĩ rằng lần trước tìm Gia Hưng vào đêm khuya mà anh ta không sợ, nên lần này cô quyết định đến vào ban ngày. Gia Hưng không biết mình có thể lấy từ đâu ra 300 tệ và anh hiểu rằng Kiều Thúy sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Tiếp đó, anh lại nghĩ, cho dù đưa 300 tệ thì liệu Kiều Thúy có chịu buông tha hay không? Gia Hưng đang rơi vào tình thế vô cùng khó xử khi bị Kiều Thúy liên tục đe dọa và tống tiền. Anh hỏi cô liệu hai người có thể huế nhau nếu anh đưa cho cô 300 tệ hay không? Nhưng Kiều Thúy lại đáp lại rằng điều đó là không thể. Cô yêu cầu Gia Hưng phải đưa cho cô 300 tệ cứ mỗi 3 tháng một lần. Và nếu anh cảm thấy thiệt thòi, anh có thể đến nhà cô ở vài đêm để được cô phục vụ chu đáo mỗi ngày. Nghe những lời đó, Gia Hưng cảm thấy tuyệt vọng và nhận ra rằng mọi chuyện đã đi quá xa. Anh hiểu rằng Kiều Thúy sẽ lấy chuyện này làm cớ để quấy rầy anh vô thời hạn, khiến anh tự hỏi liệu mình còn có thể sống nổi hay không. Lúc này, tâm trí của Gia Hưng đã rơi vào trạng thái rối loạn, vừa lo lắng, vừa hối hận, vừa căm phẫn trước sự việc đang diễn ra. Trong cơn tuyệt vọng, anh chợt nảy sinh một ý nghĩ tội lỗi rằng nếu Kiều Thúy biến mất khỏi thế giới này, sẽ không còn ai quấy rầy anh nữa. Với ý nghĩ rằng Kiều Thúy không nên sống nữa và sự tồn tại của cô chỉ là một mối họa, Gia Hưng càng nhìn Kiều Thúy càng thấy điều đó rõ ràng hơn. Sau khi đã nung nấu ý định giết người trong đầu, Gia Hưng bắt đầu lên kế hoạch. Anh lừa Kiều Thúy rằng anh sẽ đi mượn tiền của mẹ mình và bảo cô hãy về nhà đợi. Kiều Thúy còn đe dọa rằng nếu tối nay anh không mang tiền đến, cô ta nhất định sẽ đến nhà anh gây rối. Chưa dừng lại ở đó, Kiều Thúy còn đề nghị Gia Hưng tối nay sang nhà ngủ với cô ta. Gia Hưng nghe thấy những lời này mà càng cảm thấy chán ngán. Tối hôm đó, để tránh sự nghi ngờ của vợ, Gia Hưng bịa chuyện rằng người nhà hàng xóm bị bệnh và anh phải sang giúp đưa ngựa lên thị trấn tìm bác sĩ thú y. Vợ anh không hề nghi ngờ gì vì bình thường Gia Hưng vốn là người nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Khi ra khỏi cửa, Gia Hưng lục tìm trong sân và chọn được một cây gậy gỗ dài 1 mét, đường kính 5 cm, vốn thường dùng để bó ngô. Với cây gậy trên tay, Gia Hưng đi thẳng đến nhà Kiều Thúy. Khi đến nơi, Gia Hưng đá cửa một cái khiến con chó trong nhà giật mình sủa lên. Nghe tiếng chó sủa, Kiều Thúy bước ra, rồi hai người đi đến góc tây nam ngoài cửa nhà Kiều Thúy. Gia Hưng châm điều thuốc và nói với Kiều Thúy rằng anh chỉ có 200 tệ và anh muốn kết thúc chuyện này với số tiền 200 tệ. Nhưng Kiều Thúy thì không đồng ý, nhất quyết đòi Gia Hưng đủ 300 tệ, không thiếu một xu nào. Ngay khi Kiều Thúy dứt lời, Gia Hưng lập tức vung gậy lên, đập mạnh vào đầu cô. Kiều Thúy kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã gục xuống đất. Chưa dừng tay, Gia Hưng tiếp tục vung gậy đánh vào đầu Kiều Thúy cho đến khi cô nằm bất động và chết tại chỗ. Cuối cùng, chính vì hành động tắm khỏa thân và quyến rũ Gia Hưng,
mà Kiều Thúy đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Tuy nhiên, dù vì bất cứ lý do gì, giết người vẫn là một tội ác nghiêm trọng và kẻ gây án nhất định phải đền tội trước pháp luật. May mắn thay, ông Lý Trị Quốc ở thị trấn Đại Quý đã vận động được 39 đảng viên lão thành và 7 đoàn viên thanh niên ưu tú. Họ cùng ký tên vào thư kêu gọi xử lý Từ Gia Hưng một cách khoan hồng. Ủy ban thôn Hướng Gia Cương cũng xuất trình giấy chứng nhận, mong muốn cho Gia Hưng một cơ hội sống. Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 17 tháng 5 năm 2001, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hắc Long Giang đã tuyên án Gia Hưng phạm tội giết người và xử án chung thân theo khung hình phạt nhẹ. Trong vụ án này, có thể thấy rằng Kiều Thúy quả thực là một người đáng ghét, nhưng Gia Hưng cũng đã hành động quá nóng vội và thiếu suy nghĩ. Theo quan điểm cá nhân, nếu gặp phải tình huống tương tự trong cuộc sống thực tế, cách tốt nhất để giải quyết là hãy bình tĩnh và tìm đến sự trợ giúp của pháp luật cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Không nên tự ý hành động theo cảm xúc nhất thời vì điều đó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng mà bản thân phải trả giá đắt. Cần phải tin tưởng vào công lý, kiên trì đấu tranh bằng con đường hợp pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin dừng lại tại đây. Bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng tôi được biết nhé. Và nếu bạn muốn xem những video tương tự, thì nhớ đăng ký kênh và ấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất trên kênh của chúng tôi. Hai, vụ án Lưu Ái Băng. Vào một ngày tháng 12 năm 2009, tại thôn Âm Sơn Bài thuộc huyện An Hóa, tỉnh Hồ Nam đã xảy ra một vụ án mạng gây chấn động dư luận. Sự việc bắt đầu vào lúc 4 giờ sáng ngày 12 tháng 12, khi bà Lưu Bội Phân, một người phụ nữ lớn tuổi trong làng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ đó đã đánh thức bà dậy, đồng thời khiến tất cả những chú chó trong làng sủa ầm ĩ. Do tuổi cao, chất lượng giấc ngủ của bà Lưu Bội Phân không được tốt như những người trẻ tuổi. Bà thường tỉnh giấc vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng và không thể ngủ lại được nữa. Bà khoác áo, bước đến bên cửa sổ để quan sát xem trời đã sáng hay chưa và liệu bên ngoài có động tĩnh gì bất thường hay không. Bà cảm thấy khó hiểu vì trời vẫn còn tối, nhưng tiếng nổ vừa rồi nghe giống như tiếng súng của ai đó. Thời tiết tháng 12 ở vùng núi rất lạnh lẽo, với nhiệt độ thấp, bà Lưu Bội Phân mặc quần áo bông ấm áp, bước ra khoảng đất trống trước nhà. Bà quay người ngẩng đầu nhìn về phía sau núi, nơi nhà của Lưu Bích Phương đang bốc lên ngọn lửa dữ dội. Ở địa phương này, nhà cửa của người dân được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, khác với khu vực phía đông và thành phố. Chỉ cần bắt lửa, ngôi nhà sẽ cháy rụi chỉ trong chốc lát, nếu đến muộn thì e rằng sẽ không còn mảnh vụn nào. Cứ vài năm, trong làng lại xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, người dân trong làng rất đoàn kết, họ tự phát đi chữa cháy vì không ai có thể đảm bảo lần sau nhà mình sẽ không bị vạ lây. Nếu lần này không giúp người ta, thì lần sau người ta cũng sẽ không giúp mình. Khi thấy đám cháy, bà Lưu Bội Phân vội vàng gọi mọi người dậy và thông báo rằng đã có chuyện lớn xảy ra và kêu gọi mọi người cùng nhau giúp dập lửa. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, bà cảm thấy có điều gì đó bất thường. Bà tự hỏi rốt cuộc đám cháy này bắt nguồn từ đâu và tiếng súng kia là sao. Bà Lưu Bội Phân gọi anh trai và cháu trai của mình, tổng cộng 5 người, cùng nhau chạy theo con đường núi để đến ngôi nhà đang bị cháy. Tuy nhiên, giữa đường, họ gặp một người hàng xóm cùng làng tên là Lưu Ái Băng. Bất ngờ thay, Lưu Ái Băng đã dùng dao và súng để nhanh chóng hạ gục 3 người trong số họ. Chỉ trong vòng 2 giờ ngắn ngủi, Lưu Ái Băng đã giết hại 13 người và đốt cháy 6 ngôi nhà. Điều đáng nói là nạn nhân đầu tiên mà Lưu Ái Băng giết chính là cha ruột của hắn. Câu hỏi đặt ra là Lưu Ái Băng có mối thù hằn sâu sắc gì với những nạn nhân này? Tại sao hắn lại cầm súng săn và dao chém giết người thân, cũng như hàng xóm láng giềng của mình? Theo lời kể lại của bà Lưu Bội Phân sau đó, khi bà nghe thấy tiếng súng nổ, bà đã gọi anh trai và cháu trai của mình. 5 người này bao gồm anh cả Lưu Thuần Tô, cháu trai Lưu Thuận Tam, em trai thứ 5 Lưu Kiến Huân và em trai thứ 6 Lưu Kiến Thành. Ngoài ra còn có bà Lưu Bội Phân. Mọi người nhanh chóng tập trung ở ngã tư chân núi. Lúc đó trời vẫn đang mưa phùn, không kịp che ô, họ đội nón lá tre truyền thống và vội vã rời khỏi nhà. Thời điểm đó đang là mùa đông, trong lúc đi, mọi người vừa trò chuyện vừa bàn bạc về sự việc này. Họ suy đoán rằng, có thể do nhiều người dân đốt lửa sưởi ấm vào mùa đông, nên lò than đã gây ra hỏa hoạn. Ban đầu, bà Lưu Bội Phân nghĩ rằng, chỉ có một ngôi nhà bị cháy, với mấy người họ chắc là đủ để xử lý tình huống. Khoảng 15 phút sau, họ vừa thở hổn hển vừa tiến gần đến ngôi nhà đó. Tuy nhiên, khi đến nơi và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thì họ nhận ra rằng không chỉ một ngôi nhà bị cháy, mà tình hình nghiêm trọng hơn nhiều. Trước tình cảnh đó, mấy người họ cũng đành bó tay. Sau khi bàn bạc đơn giản vài câu, nhóm người quyết định xuống núi để tìm thêm người đến giúp dập lửa. Tuy nhiên, họ không hề hay biết rằng
hung thủ Lưu Ái Băng đang ẩn nấp trong rừng cây bên cạnh. Bất ngờ, Lưu Ái Băng từ sau một cây thông lớn lao ra. Hắn mặc áo sơ mi cargo, vai vác hai khẩu súng săn, ngang lưng còn đeo dao chém. Lưu Thuận Tam, người trẻ tuổi và tinh mắt nhất trong nhóm, nhờ ánh lửa mà lập tức nhận ra đó là ai. Cậu lên tiếng hỏi Lưu Ái Băng đang làm gì vậy. Tuy nhiên, chưa kịp dứt lời, Lưu Ái Băng không nói không rằng, giơ súng săn lên và bắn một phát vào ngực Lưu Thuận Tam. Viên đạn xuyên qua ngực, khiến Lưu Thuận Tam gục xuống đường. Bốn người còn lại hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi và ngây người, không kịp tránh né. Lưu Ái Băng buông khẩu súng săn vừa bắn xuống, rồi lại giơ lên một khẩu súng săn khác. Trước đây, người dân địa phương thường sử dụng loại súng săn tự chế để đi săn, nên hầu như ai ở thế hệ đó cũng biết cách bắn súng. Lưu Ái Băng rõ ràng cũng là một trong số đó. Vì súng của hắn không phải loại súng công nghệ cao, có độ chính xác cao, việc đặt khẩu súng săn thứ nhất xuống đất là để làm nguội nòng súng, tránh bị nổ. Lúc này, khi thấy Lưu Ái Băng cầm khẩu súng thứ hai lên và định bắn tiếp, Lưu Kiến Huân theo bản năng giơ tay lên định ngăn cản. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, cánh tay và bàn tay của Lưu Kiến Huân liên tiếp trúng đạn. Khác với khẩu súng trước, khẩu súng này sử dụng đạn trì, nên khi bắn ra sẽ kèm theo những viên trì, nên đã để lại 9 vết thương trên người Lưu Kiến Huân, trong đó có viên đạn chí mạng bắn trúng ngực. Lưu Kiến Huân, 45 tuổi, ngã gục trên sườn núi cách nhà mình chưa đầy 300 mét. Có lẽ đến tận lúc chết, Lưu Kiến Huân vẫn không thể hiểu được tại sao mình và Lưu Ái Băng không hề có thù oán gì, vậy mà Lưu Ái Băng lại ra tay bắn mình. Nói về Lưu Thuần Tô, người anh cả của Lưu Bội Phân, do tuổi đã cao và thể trạng không còn tốt, nên không thể chạy xa hay chạy nhanh được. Chưa chạy được bao xa, Lưu Thuần Tô đã ngã xuống đất và bị Lưu Ái Băng đuổi kịp. Hắn cầm dao chém loạn xạ vào người Lưu Thuần Tô. Trong lúc đó, Lưu Bội Phân và em trai thứ 6 Lưu Kiến Thành vô cùng hoảng sợ. Hai người vừa lăn vừa bò, nhảy xuống sườn núi và chạy vào sâu trong rừng cây để trốn chạy. Khi đang chạy trốn, Lưu Bội Phân quay đầu nhìn lại một cái. Bà thấy Lưu Ái Băng sau khi bắn xong Lưu Kiến Huân, Lưu Thuận Tam vẫn chưa xong, lại cầm dao chém dữ dội. Lưu Kiến Huân và Lưu Thuận Tam, chú cháu, hoàn toàn không hề có mâu thuẫn gì với Lưu Ái Băng cả. Lưu Ái Băng chỉ đơn giản là muốn ngăn cản họ lên núi cứu hỏa mà ra tay tàn độc như vậy. Đây quả thực là một tai họa vô cớ đối với gia đình họ. Sau khi may mắn thoát được một mạng, Lưu Bội Phân nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Bà nhận ra rằng tiếng súng lúc đầu rõ ràng là do Lưu Ái Băng bắn. Nhưng tại sao Lưu Ái Băng lại làm như vậy? Ban đầu hắn đã bắn ai? Trước đó chúng ta đã đề cập đến việc Lưu Bội Phân vốn muốn gọi anh em và cháu trai đi cứu hỏa ở nhà Lưu Bích Phương. Tuy nhiên, bà không ngờ rằng Lưu Ái Băng lại vừa dùng dao vừa dùng súng để hạ gục ba người trong số họ. May mắn thay, Lưu Bội Phân đã chạy nhanh và giữ được mạng sống. Sau đó, Lưu Bội Phân vô cùng hoảng sợ khi nhận ra rằng tiếng súng mà bà nghe thấy lúc ngủ chính là do Lưu Ái Băng bắn. Vậy Lưu Ái Băng đã bắn ai? Vì động tĩnh quá lớn, dân làng đều chạy đến hiện trường. Điều này khiến hung thủ Lưu Ái Băng hoảng sợ và bỏ chạy. Nhưng lúc này, mọi chuyện đã quá muộn. Câu hỏi đặt ra là tại sao Lưu Ái Băng lại đột nhiên giết người vào lúc nửa đêm? Hắn đã giết những ai? Chúng ta hãy cùng xem xét sự việc từ đầu đến cuối để tìm ra câu trả lời. Vào khoảng 3 giờ sáng, một cuộc cãi vã kịch liệt đã xảy ra giữa Lưu Ái Băng và cha của hắn, ông Lưu Bích Phương, 68 tuổi. Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, Lưu Ái Băng đã cầm cái cuốc để sau cửa và đánh mạnh vào người cha. Cuối cùng, hắn đã bắn chết cha mình. Sau khi giết chết cha, Lưu Ái Băng vác súng, đeo dao và rời khỏi nhà. Hắn đến trước cửa nhà chú họ Lưu Thụ Sinh và gõ cửa lóc cóc. Lúc đó, cả nhà Lưu Thụ Sinh đang ngủ say vì đã 3 giờ sáng, tiếng gõ cửa đã đánh thức họ dậy. Vợ của Lưu Thụ Sinh, bà Tiểu Tế Bình, dụi mắt và khoác áo ra mở cửa phòng khách. Ngay khi cửa vừa mở, chưa kịp nhìn rõ người đứng bên ngoài, bà đã thấy một lưỡi dao vụt chém xuống. Lưu Thụ Sinh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của vợ, vội vàng chạy ra xem. Khi nhận ra Lưu Ái Băng, ông chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã bị Lưu Ái Băng bắn gục ngay bên cửa. Sau đó, Lưu Ái Băng tiện tay châm lửa đốt nhà. Do là nhà gỗ nên chỉ một lúc sau, cả căn nhà đã bốc cháy dữ dội. Con trai của Lưu Thụ Sinh, 16 tuổi, vẫn đang ngủ và chưa kịp tỉnh dậy, đã bị anh họ Lưu Ái Băng tàn nhẫn sát hại. Cha của Lưu Thụ Sinh, ông Dương Phúc Hương, bị thương nặng và qua đời không lâu sau đó. Nhà Lưu Thụ Sinh có tổng cộng 5 người, nhưng chỉ có con gái lớn đi làm ở Chiết Giang, nên không có nhà và may mắn thoát nạn, những người còn lại đã bị tuyệt diệt. Khi con gái lớn nghe tin dữ, cô vội vã về quê. Tuy nhiên, làm sao cô có thể chịu nổi cú sốc lớn như vậy? Sau khi giết liên tiếp 5 mạng người, Lưu Ái Băng như điên cuồng,
hắn rời khỏi nhà Lưu Thụ Sinh và quay lại nửa sườn núi, nơi gia đình Lưu Tình Ngô sinh sống. Vẫn với kiểu cũ, Lưu Ái Bằng gõ cửa lốc cốc, đánh thức vợ chồng Lưu Tình Ngô. Khi họ vừa mở cửa, không nói hai lời, Lưu Ái Bằng đã tàn nhẫn giết chết Lưu Tình Ngô, 54 tuổi, và vợ của anh ta là Chu Thúy Nga. Sau khi giết những người này, mục tiêu cuối cùng của Lưu Ái Bằng là Lưu Tam Hữu, anh họ của hắn. Nhà của Lưu Tam Hữu nằm ở vị trí khá hẻo lánh. Lưu Ái Bằng vẫn định đập cửa đánh thức họ dậy, nhưng hóa ra gia đình này ngủ rất say, hoàn toàn không tỉnh giấc. Lưu Ái Bằng thấy không cần phí sức, trực tiếp châm lửa đốt nhà của họ, ngôi nhà nhanh chóng bốc cháy ngùn ngụt. Lúc này, Lưu Tam Hữu bị khói hun tỉnh dậy, trong khi mẹ của anh ta đã bị khói làm cho ngất xỉu. Lưu Tam Hữu cõng mẹ mình thoát ra khỏi đám cháy. Trong nhà không chỉ có mẹ anh, mà còn có bà ngoại đã 80 tuổi. Sau khi cõng mẹ ra ngoài, Lưu Tam Hữu không kịp suy nghĩ về nguyên nhân cháy nhà, quay người lao vào trong để cứu bà ngoại của mình. Tuy nhiên, Lưu Ái Bằng không đi, mà đứng chờ ở một bên. Khi thấy mẹ của Lưu Tam Hữu, tức thím của mình, ở bên ngoài không ai trông nom, đã hôn mê bất tỉnh và không có động tĩnh gì, Lưu Ái Bằng lao đến và nhanh chóng giết chết bà thím. Còn Lưu Tam Hữu và bà ngoại của anh ta, sau khi chạy ra ngoài cũng bị Lưu Ái Bằng tàn nhẫn sát hại. Sau khi vụ án xảy ra, tình tiết vụ án được báo cáo lên cấp trên và gây sự chú ý cao độ của tỉnh. Hành vi giết 13 người, phóng hỏa đốt nhà, có tính chất vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa Lưu Ái Bằng còn giết cả cha ruột của mình. Vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh lúc bấy giờ đã đích thân chỉ đạo công tác điều tra phá án. Huyện An Hóa thực ra là một nơi khá đặc biệt ở Hồ Nam. Đây là vùng đất rộng người thưa, nằm ở giao điểm của ba thành phố Trường Sa, Ích Dương và Lâu Đề, được coi là một trong những nơi hẻo lánh nhất của cả vùng núi này. Lãnh đạo Sở Công an tỉnh và các điều tra viên từ thành phố Trường Sa đến thôn Âm Sơn Bài phải trải qua một hành trình dài. Họ phải đi xe khách đường dài, sau đó đổi sang đi phà, và cuối cùng là đi bộ mới có thể đến nơi. Sau khi đến hiện trường, các điều tra viên của cảnh sát ban đầu nghi ngờ rằng hung thủ Lưu Ái Bằng có tiền sử bệnh tâm thần. Tuy nhiên, qua tìm hiểu từ người dân trong làng, họ nhận thấy điều đó không đúng sự thật. Thông qua những lời kể của dân làng, cảnh sát cũng đã tìm hiểu về quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn của Lưu Ái Bằng. Lưu Ái Bằng sinh năm 1975 tại thôn Âm Sơn Bài. Mặc dù ngôi làng này nhìn có vẻ yên bình, nhưng do giao thông bị cô lập và kinh tế lạc hậu, nên thực tế mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng của mình. Gia đình Lưu Ái Bằng chính là một hình ảnh thu nhỏ của cả làng. Trong gia đình họ, mâu thuẫn liên miên xảy ra. Vào mỗi buổi tối, nhiều người trong làng bận rộn với việc đánh bạc và uống rượu, đặc biệt là cha của Lưu Ái Bằng, ông Lưu Bích Phương, người vừa nghiện rượu vừa đam mê cờ bạc. Thông thường, người ta nói về những người chăm chỉ là đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, nhưng với Lưu Bích Phương, ông ta lại đông đồ tam cửu, hạ đồ tam phục, nghĩa là dù thời tiết xấu đến mấy, ông cũng không thể ngừng đánh bạc. Sòng bạc trong làng đặc biệt náo nhiệt, với không ít con bạc tụ tập với nhau hàng ngày. Tuy nhiên, mỗi khi Lưu Bích Phương thua tiền, bầu không khí gia đình sẽ trở nên vô cùng căng thẳng. Lưu Ái Bằng đã lớn lên trong sự cãi vã liên miên của cha mẹ từ nhỏ đến lớn. Một ngày nọ, Lưu Ái Bằng đột nhiên nghe thấy tiếng ho và quay đầu lại, thì thấy mẹ mình đang trốn trong góc nhà. Hắn tự hỏi không biết mẹ có chuyện gì, và nhìn mẹ với ánh mắt tràn đầy sự bất lực. Mẹ của Lưu Ái Bằng an ủi hắn rằng, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, và đừng lo lắng. Khi Lưu Ái Bằng hỏi tại sao cha cứ mãi như vậy, mẹ hắn vừa vuốt đầu hắn vừa giải thích rằng, cha không xấu, chỉ là bị cờ bạc mê hoặc, và họ sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn. Thực tế, Lưu Ái Bằng đã không còn tin tưởng vào những lời an ủi của mẹ nữa. Chưa đầy 2 ngày sau, cha hắn lại thua một khoản tiền lớn. Khi về đến nhà, ông vừa đập vừa ném đồ đạc. Mẹ của Lưu Ái Bằng khuyên cha hắn hãy bình tĩnh lại, đừng nóng giận. Tuy nhiên, ngay khi bà vừa khuyên xong, Lưu Bích Phương lại càng trở nên kích động hơn. Lưu Ái Bằng lớn lên trong một môi trường như vậy, ngày ngày chỉ nghe tiếng cãi vã của cha mẹ. Từ lúc đó, hắn không chỉ ghét cha mình, mà còn căm hận ông. Việc hắn giết hại cha là do từ nhỏ đến lớn đã ghét cha mình. Tuy nhiên, còn những người chết khác thì giải thích thế nào? Liệu Lưu Ái Bằng có mối thù sâu đậm gì với những người kia? Vào một đêm hè, Lưu Ái Bằng nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Lúc này, hắn đã tốt nghiệp cấp 2. Trong những năm qua, mẹ hắn cũng đã hoàn toàn thất vọng về cha hắn Lưu Bích Phương, nên bà quyết định đi làm ăn xa. Lưu Ái Bằng kiên quyết theo mẹ đi làm ăn ở nơi khác. Do lớn lên trong môi trường như vậy, tính cách của Lưu Ái Bằng trở nên vô cùng nội tâm và ít nói. Vì tính cách lầm lì của mình, hắn càng bị cô lập hơn trong môi trường những người xa lạ. Mỗi ngày, Lưu Ái Bằng vất vả làm việc trong nhà máy, nhưng cũng không thể hòa nhập được với đồng nghiệp. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống cứ thế từng ngày khổ cực trôi qua. Chỉ trong vòng chưa đầy mấy năm,
Lưu Ái Bằng đã tìm được một đối tượng kết hôn ở Mỹ Thành, tỉnh Quảng Đông. Tình cảm của hai người khá tốt, họ nhanh chóng kết hôn và có một đứa con trai. Trong những năm sau đó, Lưu Ái Bằng rất ít về quê, mẹ của hắn đã lớn tuổi và đã sớm về nhà từ lâu, dù sao bà cũng phải chăm sóc cho Lưu Bích Phương. Đối với Lưu Ái Bằng, từ khi kết hôn và sinh con ở ngoài, hắn có phần không quan tâm đến cha mẹ. Điều này khiến Lưu Bích Phương càng bất mãn với đứa con trai của mình. Bất kể ai nhắc đến Lưu Ái Bằng, Lưu Bích Phương đều mắng hắn là đồ chó chết, súc sinh, không biết hiếu thảo với cha mẹ. Người dân trong làng biết rất ít về cuộc sống của Lưu Ái Bằng ở bên ngoài. Tuy nhiên, có người dân nói rằng, sau đó họ nghe nói Ái Bằng gây chuyện ở ngoài và bị bắt vào tù mấy năm. Chính vì lần ngồi tù này mà gia đình ba người vốn rất tốt đẹp của hắn cũng tan vỡ. Vợ của Lưu Ái Bằng đã chọn ly hôn. Sau khi ly hôn, vợ cũ đã đưa đứa con trai 4 tuổi đi. Từ đó, Lưu Ái Bằng lại trở thành một thân một mình. Lúc này, Lưu Ái Bằng đã 34 tuổi và lại có tiền án, nên việc tìm kiếm công việc làm cũng trở nên khó khăn, vì cha mẹ cũng không mang lại cho hắn hơi ấm gia đình. Tất cả những điều này khiến Lưu Ái Bằng sinh lòng căm hận sâu sắc với tất cả mọi thứ xung quanh. Vào năm 2006, sau mấy năm không về nhà, Lưu Ái Bằng quyết định về thăm nhà. Tuy nhiên, chưa về đến nhà, mới đi đến nửa sườn núi, hắn đã nghe dân làng nói rằng cha hắn, Lưu Bích Phương, đã bán sạch gia sản của gia đình. Lưu Ái Bằng tức giận, tự hỏi tại sao ông già này cứ mãi đánh bạc như vậy. Trong cơn tức giận, hắn nghĩ rằng mình sẽ không về nhà nữa, không gặp cha mình nữa. Sau đó, Lưu Ái Bằng quay đầu xuống núi, đáp thuyền rời đi. Chuyện này tự nhiên sẽ chuyển đến tai vợ chồng Lưu Bích Phương. Khi nghe nói con trai đã đến cửa nhà mà không về, bao nhiêu năm nay cũng chẳng hỏi han gì, hai vợ chồng đều tức giận không nhẹ. Mâu thuẫn trong gia đình ngày càng trở nên sâu sắc. Vào tháng 8 năm 2009, Lưu Ái Bằng lại về nhà. Trong những năm này, mẹ của Lưu Ái Bằng cũng đã thất vọng tột cùng về con trai. Khi gặp con trai, bà tức giận đến phát khóc, lớn tiếng mắng Lưu Ái Bằng, thậm chí còn muốn đuổi hắn ra khỏi cửa. Tuy nhiên, lần này Lưu Ái Bằng không nóng nảy, không tức giận quay đầu bỏ đi như trước nữa. Hắn quyết định ở lại. Dần dần, từ miệng dân làng, Lưu Ái Bằng biết được tình hình gia đình mình. Người chú của hắn là Lưu Thụ Sinh đã mua căn nhà gỗ 6 gian của gia đình hắn với giá rất thấp. Đất đai trong nhà cũng bị bán hết, vốn dĩ gia đình họ đã không giàu có, nghèo rất mồng tơi, giờ nhà cửa cũng không còn, ruộng đất cũng không còn, thực sự là trắng tay. Đối với nông dân ở vùng núi, đất đai và nhà cửa có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó đồng nghĩa với toàn bộ gia sản. Biết được điều này, Lưu Ái Bằng trong lòng càng căm phẫn hơn, hắn tự hỏi cha mẹ hắn coi hắn là thứ gì, đã bán tất cả mọi thứ mà không để lại gì cho hắn. Ngoài ra, một người dân làng có tên là Lưu Tình Ngô cũng bỏ tiền mua một phần đất núi nhà Lưu Ái Bằng. Điều này khiến hắn ghi sâu một mối hận. Điều khiến Lưu Ái Bằng căm ghét hơn nữa là trong làng còn truyền một tin đồn rằng cha hắn là Lưu Bích Phương và thím của hắn là Tiêu Húc Bình có quan hệ mờ ám. Là con cái, khi nghe cha mình có tin đồn hoa hòe hoa sói như vậy, Lưu Ái Bằng cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết làm sao mà ngẩng mặt lên được. Trong lần về nhà này, khi Lưu Ái Bằng còn ở thành Đường Trấn, hắn đã chặn Lưu Thụ Sinh và cãi nhau một trận. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, họ lại hòa hảo với nhau. Lưu Thụ Sinh cũng nghĩ rằng, dù sao họ cũng là họ hàng, nên quan hệ căng thẳng như vậy là không thích hợp. Vào tối hôm xảy ra vụ án, Lưu Thụ Sinh chủ động mời Lưu Ái Bằng đến nhà uống rượu, vừa hay lúc đó cũng có mấy vị khách đến. Tuy nhiên, Lưu Thụ Sinh không hề biết rằng, khi Lưu Ái Bằng đến, hắn đã ôm lòng giết người từ lâu. Sau khi uống rượu no say, Lưu Ái Bằng không đi về, mà ở lại nhà Lưu Thụ Sinh. Từ miệng dân làng, cảnh sát đã biết được toàn bộ chi tiết của vụ án. Do tình tiết vụ án quá nghiêm trọng, Sở Công an tỉnh đã huy động gần 2.000 cảnh sát tiến hành truy lùng diện rộng. 3 ngày sau khi vụ án xảy ra, dưới sự truy bắt như trải lưới của cảnh sát, Lưu Ái Bằng đã bị tìm thấy tại một khu rừng ở thành Đường Trấn, huyện An Hóa. Sau khi bị bắt, trong phòng thẩm vấn, cảnh sát đã hỏi Lưu Ái Bằng liệu hắn có vấn đề về tinh thần hay không. Tuy nhiên, Lưu Ái Bằng hoàn toàn không định lấy cớ này để giảm nhẹ tội của mình, mà khăng khăng khẳng định rằng hắn không bệnh và tinh thần rất bình thường. Lưu Ái Bằng cho rằng hắn không bệnh và cũng không sai. Theo hắn, sai là cha mẹ hắn, sai là những người như Lưu Thụ Sinh có ý đồ xấu, chiếm đoạt gia sản nhà hắn. Đối với việc cảnh sát nghi ngờ Lưu Ái Bằng mắc bệnh tâm thần, người dân trong làng cũng phản đối. Lý do họ phản đối là vì theo lời kể của Lưu Bội Phân và mấy người may mắn sống sót, sau khi bắn một phát, Lưu Ái Bằng đã đặt súng nằm ngang trên đất để làm nguội. Đây không phải là việc mà một người điên có thể làm được. Sau đó, qua điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng Lưu Ái Bằng có 2 khẩu súng, một khẩu của nhà mình,
và trước khi xảy ra vụ việc, hắn còn mượn thêm một khẩu của họ hàng. Bình thường, từ thứ hai đến thứ sáu, vợ chồng Lưu Thụ Sinh đều ở phòng thuê tại Thanh Đường Trấn để bồi dưỡng con, và chỉ thứ sáu mới về làng Âm Sơn Bay. Nếu Lưu Ái Băng mất trí, thì làm sao hắn có thể tính toán được khéo léo như vậy? Ngoài ra, còn một chi tiết nữa là khi có người dân khác lên núi cứu hỏa, họ đã gặp một người em họ của Lưu Ái Băng. Lưu Ái Băng và người em họ này rất thân thiết. Người em họ này từ trên núi đi xuống, chắc chắn đã gặp Lưu Ái Băng, nhưng anh ta không hề hấn gì. Trong khi đó, Lưu Ái Băng lại ra tay tàn độc với những người như Lưu Bội Phân đi cứu hỏa, duy chỉ tha cho người em họ rất thân với mình. Đây không phải là việc mà một kẻ điên mất lý trí có thể làm được. Sau khi bị bắt, vào ngày 13 tháng 12 năm 2009, Lưu Ái Băng đã bị giam giữ tại một đồn công an xã địa phương. Để điều tra vụ án, cảnh sát cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Các cấp chính quyền có liên quan của tỉnh Hồ Nam cũng tích cực làm tốt công tác an ủi, giải quyết hậu sự cho thân nhân người chết và bị thương. Dưới sự nỗ lực của các cơ quan công an các cấp và chính quyền địa phương, dần dần trở lại yên bình. Sau đó, qua điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng Lưu Ái Băng quả thực từng mắc bệnh tâm thần và có tiền sử bệnh tâm thần. Tuy nhiên, vụ án này không phải do bệnh tâm thần phát tác mà giết người. Cuối cùng, Lưu Ái Băng bị tuyên án tử hình. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, vụ án giết người phóng hỏa đặc biệt nghiêm trọng ngày 12 tháng 12 tại An Hóa, vụ án gây chấn động cả nước, phạm nhân Lưu Ái Băng đã bị Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam thi hành án tử hình. Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin dừng lại tại đây. Bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng tôi được biết nhé. Và nếu bạn muốn xem những video tương tự, thì nhớ đăng ký kênh và ấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất trên kênh của chúng tôi. Vụ án Tiểu Gia và Tiểu Kiều. Hôm nay chúng ta nói về vụ án hai chị em sinh đôi bị sát hại ở Trùng Khánh, xảy ra vào ngày 18 tháng 4 năm 2001. Vào khoảng 1 giờ chiều hôm đó, các học sinh lớp 1 trường tiểu học trung tâm xã Thủy Thị huyện Kiến Giang, thành phố Trùng Khánh đã tan học. Thực tế cho đến nay, ở cấp tiểu học, thường trong một tuần sẽ có một ngày các em học sinh được tan học rất sớm. Sau khi tan học, hai chị em sinh đôi Tiểu Gia và Tiểu Kiều, khi đó mới 6 tuổi, cùng với hai bạn học khác đi trên đường về nhà. Bốn đứa trẻ tuổi còn nhỏ, đeo cặp sách trên lưng, vừa đi trên con đường dốc từ xã Thủy Thị đến thôn Trà Viên, xã Tân An, vừa đuổi bắt nhau và chơi đùa với sự hồn nhiên trong sáng đặc trưng của lứa tuổi này. Lúc đó, một phụ nữ họ La ở tổ 2 thôn Thủy Thị nhìn thấy mấy đứa trẻ. Người phụ nữ này quen biết với các em và mời các em đến nhà chị ấy ăn cơm trưa rồi hãy về. Tuy nhiên, bốn đứa trẻ từ chối lời mời của chị La vì các em nói rằng các em còn phải về nhà làm bài tập. Chỉ một lúc sau đó, bốn đứa trẻ đến một địa điểm có tên gọi là Niêm Nha Khẩu. Một bạn nam tên Tiểu Quân đi ở phía trước, Tiểu Gia và Tiểu Kiều đi ở vị trí giữa, còn một bạn nữ khác tên Tiểu Đình đi ở sau cùng. Thỉnh thoảng Tiểu Đình lại ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, bởi vì tháng 4 đúng là mùa hoa nở rộ, cảnh sắc thiên nhiên đẹp tuyệt vời. Đột nhiên, từ bụi cỏ bên đường, một phụ nữ trẻ lao ra với con dao trên tay. Người phụ nữ trẻ này mặc áo màu tím, quần màu xanh lá cây. Sự xuất hiện bất ngờ của cô ta làm cho bốn đứa trẻ hoàn toàn sửng sốt. Các em tự hỏi chuyện gì đang xảy ra và người phụ nữ này là ai. Ngay sau đó, Tiểu Gia và Tiểu Kiều nhận ra người này chính là dì của mình, tên là Khuất Thế Tiên. Ở địa phương, người ta không gọi bà ấy là dì mà gọi là Diêu Nương. Ngay lúc này, Khuất Thế Tiên xông lên nắm lấy một tay của Tiểu Gia và nói rằng hai đứa cả ngày đe dọa sẽ gọi Nhu Tiểu Nhi để đánh cô ta, còn bảo Diêu Thúc ly hôn với cô ta, vì vậy hôm nay cô ta sẽ giết chết hai đứa. Nói xong, Khuất Thế Tiên ngồi xuống và đâm một nhát dao vào bộ phận sinh dục của Tiểu Gia. Tiểu Gia, một đứa trẻ mới 6 tuổi, đau đớn khóc òa lên, vừa khóc vừa van xin dì đừng giết mình. Tuy nhiên, Khuất Thế Tiên hoàn toàn không động lòng trước lời cầu xin của cháu mình. Cô ta quay sang đẩy Tiểu Kiều ngã xuống bụi cỏ bên lề đường, chạy đến đè lên người Tiểu Kiều, kéo áo len trên người cháu lên và đâm hai nhát dao vào bụng Tiểu Kiều. Sau đó, Khuất Thế Tiên còn kéo quần Tiểu Kiều xuống đến đầu gối và đâm nhiều nhát dao vào bộ phận sinh dục của cháu bé. Có thể tưởng tượng được mức độ biến thái của người phụ nữ này, cô ta không chỉ đả thương và giết người mà còn có hành vi biến thái khi đâm vào bộ phận sinh dục của một bé gái mới 6 tuổi. Tiểu Kiều sau khi bị đâm đã khóc thét lên vô cùng thảm thiết, nhưng Khuất Thế Tiên vẫn hoàn toàn không bị lay động. Cô ta thậm chí còn hung dữ hỏi hai chị em rằng sau này các cháu còn hận cô hay không. Lúc này, Tiểu Gia và Tiểu Kiều đã thở hổn hển, miệng lắp bắp trả lời rằng sau này các cháu sẽ không hận gì nữa. Sau khi đâm nhiều nhát dao vào người Tiểu Gia và Tiểu Kiều,
Khuất Thế Tiên ném con dao dính máu vào bụi cỏ. Cô ta chạy trốn dọc theo con đường núi về hướng Thủy Thị. Ngoài Tiểu Gia và Tiểu Kiều, còn có hai bạn học khác của các cháu là Tiểu Quân và Tiểu Đình chứng kiến toàn bộ sự việc. Hai bạn này tận mắt nhìn thấy Khuất Thế Tiên cầm dao tàn hại bạn học của mình. Vì quá sợ hãi, Tiểu Quân và Tiểu Đình chạy dọc theo con đường núi, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau. Vào thời điểm đó, Lưu Trần Tú, một nông dân tổ 6 thôn Trà Viên, đang làm việc trên mảnh đất do gia đình mình khai thác. Lưu Trần Tú cũng chính là bà của Tiểu Gia. Bà nhìn thấy Tiểu Quân và Tiểu Đình vội vàng chạy về phía mình. Lưu Trần Tú quen biết hai đứa trẻ này, biết chúng thường đi cùng với Tiểu Gia và Tiểu Kiều, là bạn thân của hai cháu. Ban đầu, Lưu Trần Tú tưởng rằng bọn trẻ đánh nhau hay có chuyện gì đó, nên bà hỏi chúng có chuyện gì xảy ra. Hai đứa trẻ lắp bắp nói rằng Khuất Thế Tiên đã giết Tiểu Gia và Tiểu Kiều. Vừa nói xong, chúng vừa chạy đi. Nghe tin này, Lưu Trần Tú giật mình. Ngay sau đó, bà nhìn thấy Tiểu Gia cũng từng nghiêm nha khẩu chạy xuống từng bước một, trên quần có một vết máu lớn. Tiểu Gia vừa chạy vừa gọi Tiểu Quân và Tiểu Đình ở phía trước đợi mình. Sau khi gặp Lưu Trần Tú, Tiểu Gia cũng nói với bà rằng Khuất Thế Tiên giết người. Phía sau Tiểu Gia là Tiểu Kiều. Do bị đâm nhiều nhát nên Tiểu Kiều không chạy nổi, chỉ có thể thở hổn hển và bước đi chậm chạp. Chưa kịp đi đến chỗ Lưu Trần Tú, còn cách khoảng 20 mét, Tiểu Kiều đã ngã gục xuống đất. Lưu Trần Tú vội vàng chạy đến xem tình trạng của Tiểu Kiều. Bà thấy Tiểu Kiều nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt, ngực có hai vết thương nhỏ, quần đầy máu. Lưu Trần Tú hốt hoảng bế Tiểu Kiều lên, đặt cháu nằm lên một tấm ni lông. Nhìn thấy cảnh tượng này, chứng kiến cháu mình bị sát hại tàn nhẫn, Lưu Trần Tú khóc nức nở. Bà vừa khóc vừa gọi Triệu Bảo Đình, người đang trồng khoai lang gần đó. Lưu Trần Tú nói với Triệu Bảo Đình rằng Khuất Thế Tiên đã giết chết hai đứa cháu của Lưu Tinh Quý. Bà bảo anh ta nhanh chóng gọi người đến giúp đỡ. Nghe xong, Triệu Bảo Đình lập tức chạy đến một sườn dốc cách nhà Lưu khoảng 500 mét. Anh ta đứng trên sườn dốc đó gọi to tên Lưu Tinh Quý. Triệu Bảo Đình không chạy thẳng đến nhà Lưu Tinh Quý vì không kịp nữa. Những người đã từng đến Trùng Khánh và những người vốn sống ở Trùng Khánh đều biết rằng không chỉ ở vùng núi Trùng Khánh mà ngay cả ở trung tâm thành phố Trùng Khánh, hai địa điểm có khoảng cách đường chim bay chỉ 10 mét, nhưng nếu muốn từ trên cao xuống dưới thấp hoặc từ dưới thấp lên trên cao, người ta phải đi mất nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chắc đã đến nơi. Vì vậy, Triệu Bảo Đình chọn cách đứng trên sườn dốc để gọi to. Vợ chồng Lưu Tinh Quý đang ở trên núi gần đó lấy củi, đang trên đường về nhà thì nghe tin con gái bị giết. Họ lập tức vứt bỏ củi, chạy đến hiện trường. Một số người thân, bạn bè địa phương khác nghe thấy tiếng gọi cũng nhanh chóng chạy theo. Trên đường, vợ chồng Lưu Tinh Quý trước tiên gặp Tiểu Gia. Họ bế Tiểu Gia lên, chạy đến chân dốc nghiêm nha khẩu, nơi Tiểu Kiều đang nằm. Lúc này Tiểu Kiều đã thành một cục máu. Cháu bé mất quá nhiều máu, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Kiều vẫn chưa tắt thở, nhưng nhìn tình trạng của cháu, có vẻ sắp không qua khỏi. Sau khi cha bế Tiểu Kiều lên, Tiểu Kiều cố gắng mở mắt, khó nhọc gọi một tiếng ba, sau đó cháu lại nhắm mắt và ngất đi. Mọi người vội vàng bế hai đứa trẻ chạy đến trạm xá xã Thủy Thị. Khi đến trạm xá xã Thủy Thị, bác sĩ nhìn thấy vết thương của hai cháu quá nặng. Vì vậy, sau khi sơ cứu qua loa, bác sĩ bảo người nhà nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện lớn, nếu không sẽ không kịp cứu chữa. Lý Thế Tường, một thanh niên tổ một thôn Thủy Thị, khi nghe tin cũng chạy đến trạm xá. Nhìn thấy tình hình, anh ta chủ động giúp liên hệ xe cứu thương để đưa hai đứa trẻ đến bệnh viện lớn trong thành phố. Sau đó, Lý Thế Tường còn dùng điện thoại di động gọi điện báo án đến đồn công an và chính quyền xã. Vào khoảng 2 giờ chiều, trưởng công an Trần Lệ Minh vừa khám nghiệm xong hiện trường một vụ án khác. Khi trở về đồn công an, anh nhận được điện thoại. Qua điện thoại, hóa ra là quần chúng địa phương báo án và nói rằng Khuất Thế Tiên ở thôn Trà Viên, xã Tây An đã giết chết hai đứa con gái của Lưu Tinh Quý. Hiện giờ hai đứa trẻ đang trong tình trạng nguy kịch, còn Khuất Thế Tiên đã bỏ trốn. Trần Lệ Minh lập tức gọi điện xác minh và biết được địa điểm xảy ra vụ án thuộc quyền quản lý của Ủy ban công tác khu Trọc Thủy. Trưởng công an Trần cũng kịp thời gọi điện báo cho Tả Tuấn Cương, người phụ trách đồn công an Trọc Thủy. Đồng thời, Trần Lệ Minh còn báo cáo sự việc lên Ủy ban công tác khu Thạch Gia. Sau khi báo cáo xong, Trần Lệ Minh dẫn theo hai cảnh sát của đồn mình lái xe đến hiện trường. Tại hiện trường, họ thu được một con dao găm dính máu. Qua điều tra, hỏi han những người dân hiểu chuyện, cảnh sát còn biết được rằng Khuất Thế Tiên sau khi gây án còn định nhảy sông tự tử. Nhưng người dân không nhìn thấy hiện trường vụ án, không biết chuyện gì xảy ra nên còn tốt bụng cứu Khuất Thế Tiên lên. Sau khi được cứu, Khuất Thế Tiên lại bỏ trốn về hướng xã Thủy Sĩ. Đồng thời, cảnh sát cũng nắm được đặc điểm nhận dạng, trang phục của Khuất Thế Tiên. Họ còn tìm thấy hai tấm ảnh của đối tượng tại nhà. Việc kịp thời tổ chức truy bắt hung thủ giết người đã đặt nền móng then chốt cho quá trình điều tra. Sau khi nghiên cứu, cảnh sát lập tức chia nhóm,
tổ chức người dân dọc theo hướng Khuất Thế Tiên bỏ trốn để truy bắt. Đồng thời, với sự phối hợp của các đơn vị anh em khác, lực lượng chức năng thiết lập chốt chặn tại các ngã đường. Mọi người mặc kệ mưa phùn, tiến hành tìm kiếm khu rừng gần hiện trường vụ án. Đội truy bắt tình cờ gặp một cụ già họ Tạ, ông Tạ này gần 70 tuổi, sống ngay tại đó. Cảnh sát hỏi thăm tình hình ông Tạ, khi nhắc đến Khuất Thế Tiên, ông Tạ giận dữ nói rằng ông có nghe nói về chuyện này và rất bất bình vì Khuất Thế Tiên quá tàn nhẫn, ra tay với cả trẻ em không có sức chống cự. Ông Tạ cho rằng bắt được Khuất Thế Tiên phải xử bắn còn nhẹ với A Ta. Ông Tạ còn bất chấp tuổi già sức yếu, khăng khăng muốn dẫn đường cho cảnh sát lên núi. Tuy nhiên, thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy tung tích của Khuất Thế Tiên. Xảy ra vụ án hình sự nghiêm trọng như vậy, đây không phải là chuyện mà đồn công an địa phương có thể giải quyết. Vì vậy, khoảng 18 giờ 40 tối hôm đó, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an quận Kiên Giang, thành phố Trùng Khánh dẫn đầu các đồng chí dưới quyền cũng đến hiện trường để tham gia điều tra, truy bắt đối tượng. Khi đến nơi, lực lượng chức năng lập tức tổ chức họp phân tích tình hình vụ án tại phòng họp Ủy ban nhân dân xã. Đồng thời, họ nghiên cứu đề ra phương án bắt giữ cụ thể. Công việc đầu tiên mà các cán bộ thực hiện là đặt trung tâm chỉ huy phá án tại văn phòng Đảng ủy xã Tân An. Trung tâm này chịu trách nhiệm tổ chức, phối hợp, chỉ huy toàn bộ công tác phá án. Công việc thứ hai được đề ra là tăng cường công tác chốt chặn vào ban đêm. Sau khi trời sáng hôm sau, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức truy bắt đối tượng. Công việc thứ ba là vận động rộng rãi quần chúng tích cực cung cấp manh mối, răng lưới kiểm soát những nơi mà Khuất Thế Tiên có thể ẩn náu. Công việc thứ tư là công khai trao thưởng. Đối với người cung cấp manh mối, bắt giữ hoặc áp giải nghi phạm, cơ quan chức năng sẽ thưởng 4.000 nhân dân tệ. Công việc thứ năm mà lực lượng chức năng cần làm tốt là công tác với người thân của nạn nhân. Họ cần tránh để người thân nạn nhân có hành vi quá khích, mở rộng sự việc. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn yêu cầu các thôn tại địa phương xảy ra vụ án, làm tốt công tác phòng ngừa. Họ cần đề phòng hung thủ Khuất Thế Tiên liều lĩnh tiếp tục giết người hoặc có hành vi phạm tội. Sau khi kết thúc cuộc họp phân tích tình hình vụ án, mọi người không màng nghỉ ngơi, tản ra thực hiện các phương án đã đề ra. Một số cảnh sát và cán bộ cấp huyện và xã đi vào các thôn để tìm hiểu tình hình từ người dân. Một số người khác đến nhà người thân của Khuất Thế Tiên để tìm hiểu thông tin. Ở bất cứ nơi nào cảnh sát đến, người dân đều bày tỏ sự đau lòng, tức giận trước hành vi tàn sát trẻ em vô tội của Khuất Thế Tiên. Họ chủ động phản ánh tình hình với cảnh sát hình sự. Tất cả mọi người đều khẳng định sẽ tích cực phối hợp với cơ quan công an. Một khi phát hiện Khuất Thế Tiên, họ sẽ kịp thời báo tin. Tối hôm đó, nhiều người dân tổ 6 thôn Trà Viên không ngủ. Họ căm phẫn nói rằng nhất định phải bắt được Khuất Thế Tiên. Họ phải giúp cảnh sát bắt được người đàn bà xấu xa kia và phải xử bắn cô ta. Các cảnh sát tại các tổ chốt chặn cũng kiên trì làm nhiệm vụ đến sáng hôm sau. Sau đó, họ chuyển nhiệm vụ cho cán bộ xã đến thay ca rồi tiếp tục lên núi tìm kiếm hung thủ. Đến trưa ngày hôm sau, chú của Tiểu Gia và Tiểu Kiều đến văn phòng Đảng ủy xã Tân An. Người chủ báo tin khiến cảnh sát vô cùng đau lòng. Ông cho biết Tiểu Kiều đã qua đời tại bệnh viện trung tâm Tiền Giang sau khi được cấp cứu hết sức, còn Tiểu Gia vẫn đang được cấp cứu, chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Đến 12 giờ trưa ngày 19, đội truy bắt vẫn chưa tìm thấy tung tích của Khuất Thế Tiên. Quả thực đây là vùng núi hiểm trở, muốn tìm một người trong rừng núi rậm rạp như vậy khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, thời tiết miền núi rất hay thay đổi thất thường. Tối ngày 19, trời lại đổ mưa như chút nước, khiến công tác truy bắt càng thêm khó khăn. Tối hôm đó khoảng 9 giờ, có một bóng đen mặc kệ mưa to chạy đến trước cửa nhà Lưu Cương, nằm tại tổ 6 thôn Trà Viên và gõ cửa. Chỉ một lát sau, bóng đen đó đã đi vào trong nhà. Tất cả hoạt động này đều bị một người dân nhìn thấy. Người dân này đang theo dõi, lập tức mặc kệ mưa to, chạy hơn 20 phút đường núi đến nhà một người dân trong thôn có điện thoại. Anh ta gọi điện báo án cho cơ quan chức năng. Các lực lượng chức năng nhanh chóng tập hợp tại cổng trạm nương, xã Thủy Thị. Sau khi phân công nhiệm vụ một cách đơn giản, tất cả mọi người cầm đèn pin, mặc kệ mưa to, chạy một mạch tiến về thôn Trà Viên. Trên đường đi, tại tất cả các ngã đường, trước sau các ngôi nhà cách nhà Lưu Cương từ 3 đến 4 km, đều có người dân cầm đèn pin, cầm gậy gộc, cầm cuốc đứng canh gác ở đó. Những người dân này mới thực sự là những người thấy chuyện bất bình mà dũng cảm đứng ra can thiệp. Đây mới thực sự thể hiện sự vận động, huy động được toàn thể người dân tham gia vào công tác truy bắt tội phạm. Trong bối cảnh như vậy, Khuất Thế Tiên sẽ không thể nào trốn thoát được. Những người đến hiện trường sớm nhất là trưởng công an Trần cùng hai cảnh sát dưới quyền và hai nhân viên an ninh. Khi đến nơi, họ thấy đèn trong nhà Lưu Cương vẫn sáng. Họ ghé sát cửa lắng nghe và vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ bên trong. Đồng thời, các cảnh sát hình sự phía sau cũng lần lượt đã đến. Cảnh sát thuộc tổ truy bắt nhắm vào cánh cửa gỗ, chỉ một cú đạp mạnh, cánh cửa đã bị hất tung xuống đất,
tất cả mọi người cùng xông vào trong nhà. Trong nhà, một phụ nữ trẻ đang ngồi trên giường, chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ. Một bà cụ gần 60 tuổi đang ngủ trên giường cùng với một bé gái. Cảnh sát lập tức quát lớn với người phụ nữ trẻ, yêu cầu cô ta đứng im, xưng danh là công an. Các điều tra viên thuộc tổ chuyên án đã thuộc lòng đặc điểm nhận dạng của Khuất Thế Tiên. Chỉ liếc một cái, họ đã nhận ra người phụ nữ trẻ này chính là Khuất Thế Tiên. Ngay lập tức, lực lượng chức năng dùng còng tay khóa chặt đối tượng. Một người đàn bà độc ác, tàn nhẫn, giết hại trẻ con như vậy, khi đối mặt với cảnh sát, lập tức trở nên tung hiểu như cà tím bị xương giá. Cảnh sát tiến hành thu giữ quần áo mà Khuất Thế Tiên mặc lúc gây án. Để phòng trường hợp khi đi đường núi, đối tượng nhảy vực bỏ trốn hoặc nhảy vực tự sát, họ còn tìm một sợi dây thừng buộc vào eo Khuất Thế Tiên. Phía trước và phía sau, mỗi bên đều có một cảnh sát giữ dây thừng. Họ men theo con đường mòn quanh co trên núi để quay về. Phải mất gần một tiếng đồng hồ, họ mới ra đến đường cái và đưa đối tượng lên xe cảnh sát. Khoảng 1 giờ sáng ngày 20 tháng 4, Khuất Thế Tiên bị áp giải đến đội cảnh sát hình sự công an quận Kiên Giang. Ngay khi bắt đầu thẩm vấn, đối tượng vẫn không chịu khai báo. À ta cứ cúi đầu, ngơ ngác và ngần người ra đó, không nói một lời nào. Các điều tra viên liên tục tiến hành công tác tư tưởng với Khuất Thế Tiên, giáo dục pháp luật, chỉ rõ tội ác mà à đã phạm, gây ra nguy hại nghiêm trọng cho người khác. Tuy nhiên, chỉ cần đụng đến vấn đề chỉ điểm, Khuất Thế Tiên lại nói lảng sang chuyện khác. À ta nói rằng, mình chỉ dùng dao khẽ rạch vài nhát vào bụng hai đứa trẻ, trong khi thực tế, một đứa trẻ đã chết, một đứa vẫn đang nguy kịch và được cấp cứu, thế mà à lại nói chỉ khẽ rạch vài nhát. Quá trình thẩm vấn kéo dài đến khoảng 3 giờ sáng, cảnh sát phụ trách chính việc thẩm vấn, sau khi phân tích, cho rằng tâm lý phạm tội của Khuất Thế Tiên rất nặng. Vì vậy, họ quyết định kết hợp với hoàn cảnh gia đình của đối tượng để tiến hành giáo dục tinh thần, nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ tâm lý của cô ta. Cuối cùng, tuyến phòng thủ tâm lý của Khuất Thế Tiên đã sụp đổ, à ta khai ra toàn bộ sự thật về hành vi phạm tội của mình. Vậy tại sao Khuất Thế Tiên lại tàn nhẫn hại hai đứa trẻ? Để hiểu rõ nguyên nhân, chúng ta cần phải kể từ đầu. Khuất Thế Tiên chỉ có trình độ văn hóa lớp 1, năm 24 tuổi, vào tháng 6 năm 1997, à từ tổ 2 thôn Hạch Đào, xã Thủy Thị lấy chồng về tổ 6 thôn Tân An, trở thành vợ của Lưu Cương. Ban đầu, gia đình Khuất Thế Tiên và Lưu Cương cũng khá tốt, rất hòa thuận và hạnh phúc. Tuy nhiên, tính cách của Khuất Thế Tiên không tốt, hẹp hòi và thích ganh đua. Cô ta thường xuyên vì những chuyện vặt vãnh mà cãi nhau với chồng, thậm chí mắng chửi chồng. Khuất Thế Tiên là một người đàn bà rất độc đoán. Khi thấy chồng ở bên ngoài nói chuyện với phụ nữ khác, dù chỉ là nói vài câu hoặc ghé thăm nhà người ta, cô ta cũng không chấp nhận và cứ gây gổ mãi không thôi. Chỉ cần chồng nói chuyện với bất kỳ phụ nữ nào, cô ta liền nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với người phụ nữ đó. Vậy tại sao Khuất Thế Tiên lại căm hận Tiểu Gia và Tiểu Kiều? Bởi vì chồng của cô ta là Lưu Cương rất thích đôi cháu gái sinh đôi này của mình. Thực ra, Tiểu Gia và Tiểu Kiều không phải là cháu gái ruột của Lưu Cương. Lưu Cương là em họ của Lưu Tinh Quý, tức là ba của Tiểu Gia và Tiểu Kiều. Đây chỉ là mối quan hệ cháu gái họ. Tuy là cháu gái họ, nhưng Lưu Cương rất thích hai cháu, thỉnh thoảng lại mua quà nhỏ cho hai cháu gái. Khi nhìn thấy điều này, Khuất Thế Tiên liền tức giận. Cô ta nghĩ rằng tiền nhà mình đều tiêu vào hai con bé đó, trong khi chồng mua quà cho chúng thì lại đối xử lạnh nhạt với mình. Vì vậy, cô ta đã sinh lòng bất mãn từ rất lâu. Thời gian càng lâu, quan hệ vợ chồng giữa Khuất Thế Tiên và Lưu Cương càng xấu đi, đặc biệt là sau khi cô ta sinh con gái cho Lưu Cương và lại mắc bệnh phụ khoa, thường xuyên đau lưng mỏi gối. Hai người thường xuyên cãi vã, thậm chí động tay động chân vì những chuyện vặt vãnh. Bình thường, cô ta luôn gào thét với chồng rằng, dù không giết anh, tôi cũng sẽ làm những chuyện khiến anh khó chịu, những chuyện khiến anh không chịu nổi. Vào một ngày tháng 11 năm 2000, con gái của Khuất Thế Tiên bị mất một sợi dây chuyền đồ chơi. Cô ta liền nghi ngờ là Tiểu Gia và Tiểu Kiều đã ăn trộm. Trong cơn tức giận, cô ta đến nhà Lưu Tinh Quý để hỏi Tiểu Gia và Tiểu Kiều. Tuy nhiên, vợ chồng Lưu Tinh Quý đều không có nhà do đang bận việc đồng áng. Hai chị em Tiểu Gia và Tiểu Kiều ra sức phủ nhận, nhưng Khuất Thế Tiên không tin. Cô ta nhai răng, múa vuốt, mắng hai chị em một trận, làm cho hai đứa trẻ đều khóc quá lên. Khuất Thế Tiên vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục tìm đến vợ chồng Lưu Tinh Quý để gây gổ âm ĩ. Lưu Tinh Quý không nói gì, nhưng vợ Lưu Tinh Quý là Trương Hồng Hà, mẹ của Tiểu Gia và Tiểu Kiều, lại cãi nhau với Khuất Thế Tiên. Hai người cãi nhau không ai nhường ai. Sau đó, họ xảy ra xô xát, đánh nhau. May mắn là hàng xóm đã kịp thời can ngăn và kéo họ ra. Sáng hôm sau, hàng xóm của Khuất Thế Tiên là Lưu Thạch Triều nói rằng anh ta nhặt được một sợi dây chuyền đồ chơi, không biết của ai. Trương Hồng Nga sau đó cũng biết chuyện này, bà nghĩ rằng không phải hai đứa con mình ăn trộm, mà đây là Khuất Thế Tiên cố ý gây sự.
Trương Hồng Nga lại chạy đến nhà Khuất Thế Tiên để chất vấn. Kết quả là hai người lại đánh nhau. Từ đó, hai nhà kết thù, không ai thèm để ý đến ai nữa. Khuất Thế Tiên còn nghe Trương Hồng Nga dọa sẽ tìm Ngưu Tiểu Nhi đến đánh mình. Ngưu Tiểu Nhi là một tay anh chị khá lợi hại ở địa phương, tuy không phải là người tốt, nhưng ai cũng sợ. Khi Trương Hồng Nga nói vậy, Tiểu Gia và Tiểu Kiều là trẻ con ở ngoài cũng bắt chước lời người lớn nói. Nghe thấy điều này, Khuất Thế Tiên càng tức giận hơn. Tối ngày 17 tháng 4 năm 2001, vì đau lưng, Khuất Thế Tiên ở nhà dùng rượu long não xoa bóp cơ thể. Vừa xoa bóp, cô ta vừa trò chuyện với chồng. Nói chuyện một lúc, hai người lại cãi nhau. Tối hôm đó, cô ta trằn trọc trên giường không ngủ được. Cô ta cứ nghĩ rằng quan hệ vợ chồng không tốt, chồng chán ghét mình, đều là do Trương Hồng Nga xúi giục. Cô ta càng nghĩ càng tức càng thấy không thể để chuyện này kết thúc như vậy. Khuất Thế Tiên cho rằng mình phải giết chết hai đứa con gái của Trương Hồng Nga, vừa để trả thù Trương Hồng Nga, vừa để trả thù chồng mình là Lưu Cương. Khoảng 7 giờ sáng hôm sau, Khuất Thế Tiên tìm thấy một con dao găm mà chồng của cô ta từng mang về khi đi làm ở bên ngoài. Cô ta lấy con dao ra, cầm theo rồi ra khỏi nhà. Tiếp đó, cô ta đến con đường mà hai chị em Tiểu Gia và Tiểu Kiều nhất định phải đi qua khi tan học về nhà, rồi đứng đợi ở đó. Đến khoảng 1 giờ trưa, khi thấy hai chị em xuất hiện, cô ta từ bụi cỏ ẩn nấp nhảy ra, gây ra hành vi tội ác độc ác như đã kể ở trên. Sau khi gây án, Khuất Thế Tiên còn nghĩ rằng vì mình đã giết chết hai đứa con gái nên nhà họ Lưu sẽ không tha cho mình. Hơn nữa, quan hệ với chồng cũng không tốt, cô ta cho rằng chỉ bằng chết cho xong. Thế là cô ta vứt con dao găm đi, men theo hướng xã Thủy Thị, vượt qua núi Áo, đến bên bờ ao cá của Lý Tư Văn, một nông dân tổ hai thôn Tiểu Lãng Câu, cách hiện trường khoảng 50 mét, rồi nhảy xuống ao cá tự tử. Vợ chồng Lý Tư Văn đang trồng lạc ở ruộng bên bờ ao, thấy có người nhảy xuống ao cá của mình cũng không nghĩ nhiều. Lý Tư Văn là người rất tốt bụng, không kịp cởi quần áo, ung một cái nhảy xuống cứu người. Tuy nhiên, Khuất Thế Tiên nhất quyết không chịu được cứu, cứ kêu lên rằng, cứ để tôi chết đi, rồi cô ta bơi vào giữa ao cá. Vợ Lý Tư Văn lại gọi người dân cùng tổ ở gần đó là Hoàng Bình Hoa đến giúp, ba người cùng nhau mới cứu được Khuất Thế Tiên lên. Trong quá trình giằng co, quần áo của cô ta đều bị xé rách. Vợ chồng Lý Tư Văn và cả Hoàng Bính Hoa đều quen biết Khuất Thế Tiên. Họ tưởng rằng vợ chồng cô ta lại cãi nhau, bèn bắt đầu khuyên giải cô ta rằng vợ chồng vì chuyện nhỏ như vậy đâu đến nỗi phải tìm đến cái chết. Khuất Thế Tiên bình tĩnh lại một lúc rồi nói với mọi người rằng cô ta không muốn chết nữa và muốn về nhà ngoại. Thế là Hoàng Bính Hoa và Lý Tư Văn thả cô ta ra. Cô ta tiếp tục đi về hướng xã Thủy Sĩ. Chưa đầy 5 phút sau, Lưu Tinh Quý và những người khác ôm Tiểu Gia và Tiểu Kiều vội vàng chạy đến. Khi hỏi ra mới biết là Khuất Thế Tiên đã giết người, Hoàng Bình Hoa và những người khác vô cùng hối hận. Họ nghĩ rằng nếu biết sớm cô ta giết người thì đã không cứu, cứ để cô ta bị nước nhấn chìm cho rồi. Sau khi gây án, Khuất Thế Tiên cũng sợ hãi, bèn chạy trốn lên núi cách xa xã Thủy Thị, ẩn náu đến tối ngày 19. Sau đó, khi thấy cảnh sát khắp nơi lùng sục trên núi, cô ta cũng sợ bị bắt nhưng lại không dám chạy lung tung. Cô ta trước sau gần 30 tiếng đồng hồ không ăn không uống, giữa chừng thực sự không chịu nổi, cô ta tháo thắt lưng buộc vào một cái cây, định treo cổ tự tử. Vừa mới treo cổ được một lúc, cành cây không chịu nổi sức nặng của cô ta, gãy đôi, cô ta ngã xuống đất, trên cổ để lại một vòng máu. Tối hôm đó khoảng 9 giờ, cô ta vừa lạnh vừa đói, trên trời mưa to, cô ta nghĩ thừa lúc mưa to sẽ về nhà ăn chút đồ, thay bộ quần áo rồi bỏ trốn, như vậy sẽ không để người khác phát hiện. Thế là Khuất Thế Tiên lảo đảo trở về nhà, gõ cửa. Đúng lúc chồng của cô ta là Lưu Cương đi vay tiền viện phí. Hai đứa cháu gái bị vợ mình hại thành ra như vậy, Lưu Cương phải bồi thường cho gia đình nạn nhân. Mẹ của Lưu Cương đang ở nhà, nghe Khuất Thế Tiên về, bắt cô ta hứa không được hại người nữa, như vậy mới mở cửa cho cô ta vào nhà. Khuất Thế Tiên cởi bộ quần áo đã ướt sũng, ăn nửa bát cơm nguội và rau nguội, đang định ngủ một giấc thì cô ta bị cảnh sát bắt giải về. Ngày 23 tháng 5 năm 2001, Công an quận Kiến Giang thi hành lệnh bắt Khuất Thế Tiên theo quy định của pháp luật. Đến tháng 12 cùng năm, cô ta bị kết án tử hình vì tội giết người. Đây là một vụ án mạng hết sức thương tâm, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình và sự ganh ghét, đố kỵ của hung thủ Khuất Thế Tiên đối với hai cháu gái vô tội. Sự việc cho thấy hậu quả nghiêm trọng của việc để cảm xúc tiêu cực chi phối và hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời, vụ án cũng phản ánh sự cần thiết phải giáo dục đạo đức, kiểm soát cảm xúc và xây dựng tình cảm gia đình lành mạnh. Hy vọng rằng bi kịch như thế này sẽ không bao giờ lặp lại. Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin dừng lại tại đây. Bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng tôi được biết nhé. Và nếu bạn muốn xem những video tương tự, thì nhớ đăng ký kênh và ấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất trên kênh của chúng tôi.
4. Vụ án Hoàng Tĩnh. Đôi khi, những cuộc hẹn hò tưởng chừng lãng mạn và thú vị lại có thể biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Đó chính là những gì đã xảy ra trong vụ án mà chúng ta sắp cùng nhau khám phá. Một người phụ nữ và một người đàn ông quen nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện, họ quyết định gặp mặt và tìm đến một địa điểm thiên nhiên hoang sơ để cùng nhau sản xuất gạch ngoài thiên nhiên. Thế nhưng, chuyến đi chơi trong rừng ấy lại trở thành bước ngoặt đầy bi kịch. Sự mất tích đột ngột của người phụ nữ sau cuộc hẹn đã kéo theo một cuộc điều tra đầy gian nan và nghẹt thở. Các trinh sát phải đối mặt với một bài toán hóc búa, làm sao để tìm ra manh mối trong một vùng rừng núi rộng lớn và hiểm trở. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng chi tiết của vụ án, từ những manh mối ban đầu cho đến kết cục nghẹt thở trong phiên tòa. Đây không chỉ là hành trình của các điều tra viên xuất sắc, mà còn là câu chuyện về sự mong manh của sự sống, về mặt trái của xã hội và những hiểm họa tiềm ẩn trong cuộc sống thường nhật. Theo các thông tin mà cảnh sát thu thập được, người phụ nữ mất tích tên là Hoàng Tĩnh, 39 tuổi. Cảnh sát nghi ngờ rằng cô có thể đã bị sát hại và thi thể được chôn giấu trong khu rừng sâu thẳm này. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu rừng có địa hình phức tạp, cây cối rậm rạp và um tùm. Khu rừng đầy gai góc mà cảnh sát đang tìm kiếm có tên gọi là Trường Câu Hà, nằm ở khu vực giáp ranh giữa huyện Bình Dương và huyện Hà Thông Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Đây là một nơi hẻo lánh, ít người lui tới trong những ngày bình thường. Sau một ngày nỗ lực tìm kiếm, cảnh sát phát hiện một dấu chân khả nghi, rất khó nhận ra. Họ suy đoán rằng đây có thể là dấu chân của nghi phạm hoặc của nạn nhân Hoàng Tĩnh để lại. Tuy nhiên, do chưa có đủ bằng chứng xác thực, cảnh sát chưa vội đưa ra kết luận chính thức. Mặc dù chưa tìm thấy bằng chứng trực tiếp về cái chết của Hoàng Tĩnh, nhưng cảnh sát vẫn có những nghi ngờ mạnh mẽ rằng cô đang ở trong rừng và đang gặp nguy hiểm. Điều đáng chú ý là Hoàng Tĩnh không sống gần khu rừng này và xung quanh cũng không có bạn bè thân thích. Vậy lý do gì khiến cô xuất hiện ở đây? Ai đã đưa cô đến khe núi hẻo lánh như vậy? Để tìm hiểu rõ hơn về sự mất tích bí ẩn của Hoàng Tĩnh, chúng ta hãy cùng điều tra về nguồn gốc của vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2022, một người đàn ông trung niên tên là Điền Văn Siêu, 42 tuổi, vội vã đến đồn công an Giang Dương, huyện Bình Dương, tỉnh Tứ Xuyên để trình báo về việc vợ anh là Hoàng Tĩnh đã tắt điện thoại và mất tích, không liên lạc được trong 3 ngày. Điền Văn Siêu kể lại rằng, vào buổi trưa ngày anh về quê, Hoàng Tĩnh vẫn còn liên lạc với anh. Đó cũng là lần trao đổi tin tức cuối cùng giữa hai người. Trong lần liên lạc đó, Hoàng Tĩnh còn gửi cho chồng một đoạn video quay cảnh cô đang ăn mì gói ở nhà, không có gì bất thường. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau, khi Điền Văn Siêu gọi điện cho vợ thì không thể liên lạc được. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng nhưng không có kết quả, anh quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát đã tiến hành điều tra về các mối quan hệ xã hội của Hoàng Tĩnh. Theo thông tin thu thập được, Hoàng Tĩnh, 39 tuổi, làm việc tại một quán trà ở thành phố Bình Dương. Ngoài giờ làm việc, cô thỉnh thoảng chơi mạt chược và đi dạo phố với bạn bè. Quỹ đạo sinh hoạt của cô tương đối đơn điệu. Vậy Hoàng Tĩnh đã đi đâu? Tại sao cô lại biến mất một cách kỳ lạ trong 3 ngày? Cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra hành tung của cô trên toàn thành phố. Không lâu sau, cảnh sát phát hiện vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 7 tháng 2 năm 2022, Hoàng Tĩnh xuất hiện tại một khách sạn thương mại ở thành phố. Cô một mình xách hành lý đến khách sạn và thuê phòng. Hình ảnh từ camera giám sát của khách sạn cho thấy trong lúc thuê phòng, Hoàng Tĩnh liên tục nhắn tin điện thoại. 5 phút sau, cô lên tầng 4 của khách sạn. Lúc này, bên cạnh cô xuất hiện thêm một người đàn ông và cả hai cùng vào chung một phòng. Vào sáng hôm sau lúc 5 giờ 40 phút, Hoàng Tĩnh một mình đến quầy lễ tân của khách sạn để trả phòng. Hành động của cô cho thấy cô đang cố tình che giấu danh tính của người đàn ông đã ở cùng cô trong phòng. Sau khi hoàn tất thủ tục trả phòng, Hoàng Tĩnh và người đàn ông cùng rời khỏi khách sạn. Họ đi qua ngã tư Bách Bộ Thê, băng qua cầu Hán Kiều trên đường Đông Phong và sau đó biến mất ở cuối con đường. Qua những thông tin thu thập được, có thể thấy rõ ràng Hoàng Tĩnh và người đàn ông đã ở cùng nhau một đêm tại khách sạn, cho thấy mối quan hệ giữa họ không đơn thuần. Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định được danh tính của người đàn ông đi cùng Hoàng Tĩnh là Chu Toàn, 36 tuổi, đã ly hôn, sinh sống tại thị trấn Đức Thắng, huyện Bình Dương. Đáng chú ý, Chu Toàn từng có tiền án, bị kết án 7 năm tù giam vào năm 2008 vì tội hiếp dâm. Trong quá trình thẩm vấn, khi cảnh sát đưa ra hình ảnh từ camera giám sát của khách sạn, Chu Toàn mới thừa nhận rằng, sau khi ở cùng Hoàng Tĩnh một đêm, hai người đã chia tay. Theo lời khai của Chu Toàn, Hoàng Tĩnh về nhà riêng, còn anh ta đi xe về nhà ở khu cầu mộ, thị trấn Đức Thắng. Cách trả lời của Chu Toàn rất tự nhiên và trôi chảy, như thể anh ta đã dự đoán trước câu hỏi và chuẩn bị sẵn câu trả lời. Thái độ tỏ ra không có gì đáng nghi của Chu Toàn càng khiến các điều tra viên cảm thấy bất an. Vì vậy,
cảnh sát quyết định điều tra kỹ lưỡng hơn về hành tung của Chu Toàn. Không lâu sau, cảnh sát phát hiện ra Chu Toàn đã nói dối. Hồ sơ thanh toán WeChat của anh ta cho thấy anh đã mua 2 vé xe đến thị trấn, và trên bảng đăng ký ở bến xe cũng ghi nhận việc anh mua 2 vé. Điều này mâu thuẫn với lời khai ban đầu của Chu Toàn rằng anh chỉ một mình về quê. Đối mặt với những bằng chứng rõ ràng, Chu Toàn đưa ra lời giải thích rằng hôm đó, anh và Hoàng Tĩnh cùng đi xe đến khu Ngũ Mục, thị trấn Đức Thắng. Khi đến nơi, Hoàng Tĩnh đi gặp bạn, còn anh một mình về nhà. Tuy nhiên, các đoạn video giám sát liên quan lại cho thấy một bức tranh khác. Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 2 năm 2022, chỉ một thời gian ngắn sau khi Chu Toàn về đến nhà, anh ta đã lái xe máy ra ngoài một mình. Trong một đoạn video khác, trên xe máy của Chu Toàn xuất hiện thêm một người phụ nữ. Mặc dù chỉ nhìn thấy mặt sau của người phụ nữ đi cùng Chu Toàn, nhưng cảnh sát suy đoán rất có thể đó chính là Hoàng Tĩnh. Xe máy của họ đi về hướng khu trường Câu Hà, thị trấn Đức Thắng, nơi có ngôi nhà cũ của gia đình Chu Toàn. Đến 12 giờ 30 phút trưa ngày 8 tháng 2 năm 2022, tức là 4 tiếng sau khi Chu Toàn chở người phụ nữ về nhà cũ, anh ta một mình lái xe máy trở về nơi ở. Điều đáng chú ý là người phụ nữ nghi là Hoàng Tĩnh không xuất hiện trở lại sau đó. Từ những dữ kiện này, cảnh sát nghi ngờ có thể đây là một vụ giam giữ trái phép. Sau khi trở về nhà, Chu Toàn thay quần áo rồi lại ra ngoài, đi đến nhiều địa điểm khác nhau ở thị trấn Đức Thắng. Anh ta thậm chí còn chụp ảnh tự sướng, kể cả chụp ảnh với em rể, người đang mở cửa hàng cùng em gái. Thái độ của Chu Toàn tỏ ra rất bình thản. Từ những thông tin hiện có thể thấy Chu Toàn là người cuối cùng tiếp xúc với Hoàng Tĩnh. Rất có thể anh ta đã đưa cô đến khu vực hẻo lánh trường Câu Hà. Câu hỏi đặt ra là trong 4 tiếng đồng hồ Chu Toàn lái xe về quê, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người phụ nữ nghi là Hoàng Tĩnh lại biến mất? Cô ấy hiện đang ở đâu? Trước nhiều nghi vấn, Chu Toàn vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Cảnh sát vừa tăng cường thẩm vấn Chu Toàn, vừa cử người tiến hành lục soát kỹ lưỡng những địa điểm mà xe của anh ta đã đi qua. Theo chỉ dẫn của người dân, cảnh sát kiểm tra video giám sát nhà dân ở công làng. Quả nhiên, họ phát hiện vào sáng ngày 8 tháng 2 năm 2022, Chu Toàn lái xe chở theo người phụ nữ nghi là Hoàng Tĩnh đi vào vùng sâu trường Câu Hà. Đó là một khu vực rừng rậm, hoang vắng, không có dấu vết của con người, khiến cảnh sát hết sức cảnh giác. Cảnh sát đã tiến hành điều tra về hồ sơ phạm tội trước đây của Chu Toàn. Qua đó, họ phát hiện ra rằng, vào năm 2008, Chu Toàn từng bị kết án tù vì tội hiếp dâm. Điều đáng chú ý là địa điểm Chu Toàn thực hiện vụ hiếp dâm trước đây cũng chính là khu vực trường Câu Hà. Thông tin này khiến cảnh sát đặt ra câu hỏi liệu với tư cách là người địa phương rất quen thuộc khu vực này, Chu Toàn có khả năng chọn lại hiện trường vụ hiếp dâm lần trước hay không? Suy nghĩ về một kết cục bất thường khiến cảnh sát hết sức lo lắng. Chu Toàn không chỉ là người địa phương mà còn có tiền án. Trong vụ việc lần này, anh ta đã nhiều lần đưa Hoàng Tĩnh đến địa điểm gây án trước đó của mình. Cộng với việc hoàn toàn mất liên lạc với Hoàng Tĩnh, các manh mối thu thập được khiến cảnh sát cho rằng đằng sau vụ mất tích của cô gái trẻ rất có thể liên quan đến một vụ án hình sự nghiêm trọng hơn. Trước tình hình đó, cảnh sát quyết định chia thành 3 mũi điều tra. Mũi thứ nhất tập trung vào việc tăng cường đột kích và thẩm vấn nghi phạm Chu Toàn. Mũi thứ hai đến nhà cũ của Chu Toàn, nằm ở thị trấn Ngũ Mục để tìm kiếm hiện trường gây án và thu thập chứng cứ. Mũi thứ ba tiếp tục tăng cường sàng lọc hành tung của Chu Toàn. Tại nhà Chu Toàn ở khu Ngũ Mục, thị trấn Đức Thắng, cảnh sát đã tìm thấy một số manh mối bất thường. Bộ quần áo mà Chu Toàn mặc hôm đi xe đã được giặt và vẫn còn ướt, để trong nhà. Bên trong áo khoác lông vũ mà anh ta mặc, cảnh sát phát hiện một đôi găng tay dính bùn đất. Nhưng chi tiết này khiến cảnh sát nghi ngờ Chu Toàn đã giết người và chôn xác ở đâu đó. Đồng thời, các điều tra viên cũng phát hiện trên người Chu Toàn có nhiều vết thương, trên lưng anh ta có vết như bị gai trên sườn dốc cao xước. Theo nhận định của chuyên gia pháp y, loại vết thương này chỉ mất khoảng 2 đến 3 ngày để hình thành, điều này càng làm tăng sự nghi ngờ của cảnh sát. Ngoài ra, ở ngón trỏ và ngón cái của Chu Toàn còn có vết máu chưa được rửa sạch. Sau khi tổng hợp tình hình, cảnh sát suy đoán rằng Hoàng Tĩnh rất có thể đã bị Chu Toàn đưa đến khu vực trường Câu Hà và gặp phải bất trắc. Cảnh sát ngay lập tức lấy trường Câu Hà làm trung tâm, triển khai công tác tìm kiếm. Họ cho rằng thi thể của nạn nhân vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, do mấy ngày trước khu vực này có mưa tuyết giao thoa, thời tiết khắc nghiệt đã phá hủy nhiều dấu vết người đi qua rừng núi, nên công tác tìm kiếm của cảnh sát gặp nhiều khó khăn và tiến triển rất chậm. Mặc dù vậy, việc thẩm vấn Chu Toàn lại đạt được tiến triển quan trọng. Trong quá trình cảm hóa bằng tình thân, Chu Toàn dần nhận ra sai lầm của mình. Khi điều tra viên liên tục hỏi anh ta về việc liệu sau này có khai ra sự thật hay không, Chu Toàn một lần nữa rơi nước mắt và thốt lên rằng anh ta sợ chết. Lúc này, các điều tra viên cảm thấy vụ án sắp có đột phá. Cuối cùng,
Chu Toàn thừa nhận hắn đã giết Hoàng Tính và chôn xác ở vùng sâu Trường Câu Hà. Khi được hỏi tại sao không khai ra địa điểm cụ thể, Chu Toàn lý giải rằng hắn muốn nạn nhân Hoàng Tính không được thấy ánh mặt trời, không được an táng. Sau khi được hỏi kỹ lưỡng, Chu Toàn đã cung cấp một vị trí cụ thể. Hắn mô tả đặc điểm của địa điểm đó là một hang động được tạo bởi mấy tảng đá chồng lên nhau. Dựa theo mô tả của Chu Toàn, cảnh sát đã tìm kiếm cả ngày và tìm thấy vài nơi tương tự là hang núi được tạo bởi đá chồng. Cuối cùng, theo chỉ dẫn của Chu Toàn, trong một hang núi không đáng chú ý, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân Hoàng Tính. Tại phiên tòa xét xử, Chu Toàn thẳng thắn thừa nhận rằng hắn và nạn nhân Hoàng Tính hoàn toàn không quen biết nhau trước đó. Chu Toàn, 36 tuổi, đã ly hôn, trong khi Hoàng Tính, 39 tuổi, đã kết hôn. Hai người không phải là đồng hương hay bạn bè, cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào khác. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào họ lại quen nhau? Tại sao họ lại cùng nhau ở khách sạn một đêm rồi kết bạn đi vào rừng núi hẻo lánh và cuối cùng dẫn đến cái chết bi thảm của Hoàng Tính giữa nơi hoang dã? Chuỗi câu hỏi đầy bí ẩn đang chờ được giải đáp. Các bằng chứng liên quan cho thấy khi sát hại Hoàng Tính, thủ đoạn gây án của Chu Toàn vô cùng tàn nhẫn. Trên đầu và mặt nạn nhân có nhiều vết thương không đều, dưới da đầu có xuất huyết. Sau khi chết, nạn nhân còn bị bạo lực đột ngột. Chu Toàn thừa nhận rằng chỉnh chấn thương ở đầu và xuất huyết đã gây ra tử vong do suy tuần hoàn hô hấp cấp tính. Khi được hỏi liệu có cảm thấy đau khổ hay hối hận về hành vi của mình hay không, Chu Toàn lạnh lùng nói rằng hắn không có gì phải hối hận. Hắn cho rằng vì tâm lý muốn làm việc lớn, vì có một chuyện mà hắn đã hành động như vậy. Hắn nghĩ rằng chỉ vì cảm xúc của bản thân mà có thể tước đoạt sinh mạng của người khác một cách dễ dàng. Trong suốt quá trình xét xử, Chu Toàn luôn thể hiện thái độ căm phẫn đối với nạn nhân Hoàng Tính. Hắn gọi cô bằng những từ ngữ thiếu tôn trọng như con đàn bà này và tuyên bố rằng hành động của hắn là để trừ hại cho xã hội, ngăn chặn Hoàng Tính tiếp tục lừa gạt người khác. Chu Toàn khẳng định Hoàng Tính đã lừa gạt hắn và hắn không muốn để cô ta tiếp tục lừa gạt những người khác, vì vậy hắn đã quyết định giải quyết cô. Chu Toàn thẳng thắn thừa nhận rằng điều hắn không thể tha thứ nhất chính là sự lừa dối của phụ nữ. Được biết, nhiều năm trước, Chu Toàn từng trải qua một cuộc hôn nhân và có một cặp con trai con gái. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, vợ cũ của hắn đã đi đến nơi khác và không còn liên lạc gì nữa. Vào năm 2020, Chu Toàn sa vào lưới tình với một phụ nữ đã có chồng. Hắn nhiều lần yêu cầu đối phương xây dựng tổ ấm với mình. Trước đó, hắn quen một người bạn gái. Vào ngày mùng 7, họ đến Bình Dương để ly hôn với chồng cũ của cô ta. Tuy nhiên, sau đó, vì ngày mùng 7 cơ quan dân chính không mở cửa, họ nói rằng chưa ly hôn được. Ngày hôm sau, người phụ nữ đó phải đi làm và nói sẽ đi cùng chồng ra ngoài. Chồng cô ta cũng nói đang chuẩn bị, người phụ nữ chuẩn bị rời Bình Dương đi vũ công. Lúc này, Chu Toàn cho rằng người phụ nữ đó không thực sự muốn ở bên hắn, mà chỉ đơn thuần lừa tiền của hắn. Chu Toàn nói rằng hắn suy nghĩ rất nhiều và trong lòng rất buồn bực. Thế là hắn nghĩ đến Hoàng Tính, người mà hắn mới quen trên WeChat không lâu trước đó. Chu Toàn kể lại rằng, từ tháng 11 năm trước, hắn và Hoàng Tính đã liên tục trò chuyện trên WeChat, thỉnh thoảng họ cũng nói chuyện, chủ yếu là về việc thuê phòng. Vào ngày mùng 7, hắn hẹn gặp cô ta và hẹn thuê phòng trong tình huống đó. Sau đó, Hoàng Tính đã thuê phòng ở một khách sạn nào đó tại thành phố Bình Dương, Chu Toàn đến đúng hẹn. Trong thời gian này, bao gồm tiền thuê phòng, tiền mua mỹ phẩm, tiền giặt là, Chu Toàn đã chuyển cho Hoàng Tính hơn 2.900 tệ. Chu Toàn cho biết, hắn không ngờ rằng, sáng hôm sau khi thuê phòng, khi hai người sắp chia tay, Hoàng Tĩnh lại nói ra những lời như thế này. Vì hôm đó trời có tuyết, Hoàng Tĩnh nói với hắn, chúng ta hãy tìm một nơi hoang vắng ngoại ô, tìm chút kích thích, nếu chúng ta làm chuyện đó, anh sẽ trả cho tôi 5.000 tệ. Chu Toàn không lưỡng lự, mà vui vẻ chấp nhận đề nghị của Hoàng Tĩnh. Sau đó, hai người cùng nhau đi xe đến khu Ngũ Mục, thị trấn Đức Thắng, huyện Bình Dương, nơi Chu Toàn sinh sống. Khi xuống xe về quê xong, Chu Toàn một mình lái xe máy chở Hoàng Tính đến một địa điểm không xa nhà hắn. Hắn dừng xe máy, rồi cả hai đi bộ khoảng hơn 20 phút để đến một bãi đất hoang bên bờ khe. Khi đến nơi và xuống xe xong, Hoàng Tính yêu cầu Chu Toàn chuyển khoản 5.000 tệ cho cô. Cô còn đòi hỏi Chu Toàn phải đưa cho cô 10.000 tệ mỗi tháng. Hoàng Tính muốn nhận được tiền trong điện thoại và tuyên bố rằng nếu Chu Toàn chuyển hết tiền, cô ta lập tức về nhà bỏ chồng và kết hôn với hắn. Hoàng Tính thậm chí còn đe dọa rằng nếu Chu Toàn không bù tiền phía sau, dù chỉ 10.000 tệ mỗi tháng, cô sẽ lấy mạng hắn chỉ trong vài ngày. Chu Toàn phản đối và bày tỏ sự lo ngại rằng nếu hắn chuyển tiền cho cô, nhưng sau đó Hoàng Tĩnh chặn liên lạc với hắn trên WeChat, hắn sẽ không thể tìm được cô và số tiền 80 vạn cùng với 10.000 tệ hắn chuyển đi sẽ trở thành uổng phí. Tuy nhiên,
Hoàng Tĩnh vẫn không chịu nhượng bộ. Giữa rừng sâu, Hoàng Tĩnh và Chu Toàn lại bắt đầu mặc cả. Chu Toàn cho rằng hai người mới gặp nhau chưa đầy một ngày, vậy mà Hoàng Tĩnh đã viện đủ lý do để lấy tiền từ túi hắn. Điều này khiến Chu Toàn càng nghi ngờ Hoàng Tĩnh đang lừa gạt mình, nên hắn yêu cầu cô trả lại tiền. Chẳng bao lâu sau, cuộc cãi vã bằng lời nói giữa hai người đã chuyển sang xô xát. Hoàng Tĩnh bị đánh nên đồng ý trả tiền. Trước tiên, cô trả lại 5.000 tệ chưa kịp nhận, rồi chuyển khoản trả Chu Toàn 2.000 tệ. Tuy nhiên, bị cáo Chu Toàn vẫn yêu cầu Hoàng Tĩnh tiếp tục trả tiền và đuổi đánh cô. Hoàng Tĩnh chạy qua sông Trường Câu Hà, nhưng bị Chu Toàn đuổi kịp. Hắn dùng đá đánh nhiều lần vào đầu và mặt Hoàng Tĩnh. Dưới sự uy hiếp, Hoàng Tĩnh buộc phải chuyển thêm 2.000 tệ nữa cho Chu Toàn. Khi được hỏi lý do tại sao sau khi nạn nhân đã chuyển tổng cộng 9.000 tệ, hắn vẫn tiếp tục đánh cô. Chu Toàn giải thích rằng hắn lo sợ Hoàng Tĩnh sẽ vu oan, vu cáo hắn tội hiếp dâm, nên hắn quyết định đánh chết cô. Chu Toàn khẳng định rằng hắn chỉ muốn đánh vài cái và không nghĩ sẽ đánh chết nạn nhân. Nhưng khi khám nghiệm thi thể, cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng khoảng 32 vết thương trên đầu Hoàng Tĩnh. Dưới sự đánh đập dồn dập của Chu Toàn, Hoàng Tĩnh dần dần tắt thở. Công tố viên cho rằng sự thật về tội giết người, cướp của Chu Toàn đã rõ ràng với những chứng cứ xác đáng. Chu Toàn giải thích rằng hắn dùng chính viên đá mà Hoàng Tĩnh cầm trên tay để đánh cô. Ban đầu, hắn không cố ý giết người, chỉ là vì tiền của Hoàng Tĩnh. Hoàng Tĩnh bị đánh là do vấn đề chi tiêu của cô, bao gồm cả việc giao tiếp và đùa giỡn, dẫn đến xô xát và các hành vi bạo lực sau đó. Đây là nguyên nhân gây ra tội cướp của. Do sự việc có nguyên nhân, bản thân Chu Toàn chỉ đơn thuần muốn lấy lại tiền từ người khác, chỉ để lại vết thương trên cơ thể nạn nhân. Chu Toàn và luật sư bào chữa lần lượt đưa ra 3 ý kiến. Thứ nhất, kết luận về tội cướp của chưa đủ chính xác. Chu Toàn chỉ muốn lấy lại tài sản của mình, không phải vì tham lam mà gây ra vụ án mạng. Thứ hai, bi kịch này không phải cố ý mà là giết người do kích động nhất thời. Thứ ba, Chu Toàn đã thành khẩn khai báo quá trình phạm tội trong giai đoạn điều tra, nên coi như đã tự thú. Tuy nhiên, công tố viên đã bác bỏ những ý kiến trên. Thứ nhất, hành vi của bị cáo Chu Toàn đã cấu thành tội cướp của, thông qua việc đánh đập bạo lực. Trong tình huống nạn nhân không đồng ý, hắn buộc nạn nhân phải chuyển khoản 3 lần. Lần đầu là trả lại 5.000 tệ, sau đó liên tiếp chuyển 2 lần, mỗi lần 2.000 tệ. Công tố viên đã đưa ra những lập luận để bác bỏ ý kiến của Chu Toàn và luật sư bào chữa liên quan đến 3 khoản tiền mà Chu Toàn buộc Hoàng Tĩnh phải chuyển khoản. Đối với khoản 5.000 tệ đầu tiên, đó là chi phí bao dưỡng mà hai bên đã thỏa thuận, nhưng thỏa thuận này chưa được thực hiện. Do đó, việc yêu cầu trả lại 5.000 tệ này không thể xác định là Chu Toàn có mục đích chiếm đoạt bất hợp pháp về mặt chủ quan. Tuy nhiên, hai khoản chuyển khoản khác lại có mối quan hệ nhân quả về mặt pháp lý với hành vi đánh đập bạo lực của Chu Toàn. Về khoản 2.000 tệ đầu tiên trong hai khoản chuyển khoản này, giữa Chu Toàn và Hoàng Tĩnh có quan hệ cho tặng. Hoàng Tĩnh đã hợp pháp chiếm hữu 2.000 tệ tài sản mà Chu Toàn tặng. Vì vậy, lúc này Chu Toàn không có quyền đòi lại, cũng không có quyền sử dụng bạo lực để yêu cầu Hoàng Tĩnh trả lại 2.000 tệ này. Đối với khoản chuyển 2.000 tệ thứ hai, Chu Toàn cho rằng đó là để bù đắp cho những chi phí bồi dưỡng và các chi phí khác mà hắn đã bỏ ra trước đó. Tuy nhiên, tổng số tiền của những chi phí này chỉ hơn 900 tệ, không đạt đến con số 2.000 tệ. Vì vậy, về mặt chủ quan, mục đích chiếm đoạt bất hợp pháp của Chu Toàn vẫn rất rõ ràng. Công tố viên nhấn mạnh rằng, cho dù về mặt chủ quan Chu Toàn chỉ yêu cầu Hoàng Tĩnh trả lại tài sản, nhưng hành vi khách quan của hắn đã xâm phạm quyền lợi hợp pháp của đối phương. Việc hắn không trực tiếp lấy đi tiền trong tay Hoàng Tĩnh không có nghĩa là hắn không có ý định phạm tội cướp của, bởi bản án đã chỉ ra rằng số tiền hắn cướp chính là 4.000 tệ từ các khoản chuyển khoản. Công tố viên cũng chỉ ra rằng Chu Toàn từng khai tại tòa, để tránh việc Hoàng Tĩnh báo cảnh sát khiến sự việc bị bại lộ, hắn đã quyết tâm giết chết đối phương. Hành vi này đã đủ để chứng minh Chu Toàn có ý định tước đoạt sinh mạng người khác một cách trái pháp luật. Ngoài ra, Chu Toàn bị cảnh sát triệu tập đến, chứ không phải tự thú, nên không thể xác định là tự thú. Mặc dù hắn đã thành khẩn khai báo, nhưng điều đó không đủ để giảm nhẹ hình phạt cho hắn bởi thủ đoạn tàn nhẫn và hành vi phạm tội nghiêm trọng của hắn. Trong quá trình xét xử, hắn cũng không có biểu hiện ăn năn hối cải. Trong quá trình xét xử, ông Điền Văn Siêu, chồng của nạn nhân Hoàng Tĩnh, đã ủy quyền cho người đại diện khởi kiện dân sự đối với Chu Toàn, yêu cầu bồi thường thiệt hại kinh tế hơn 300.000 tệ. Ngày 12 tháng 10 năm 2022, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Ba Trung đã tuyên án sơ thẩm đối với vụ án này. Bị cáo Chu Toàn bị kết tội giết người, bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành 2 năm, tước quyền chính trị vĩnh viễn, đồng thời phạm tội cướp của, bị phạt tù 5 năm, phạt tiền 5.000 tệ. Tổng hợp hình phạt, tòa quyết định thi hành án tử hình, hoãn thi hành 2 năm,
tức quyền chính trị vĩnh viễn, phạt tiền 5.000 tệ. Đối với bị cáo Chu Toàn, tòa hạn chế việc giảm án. Theo quy định của pháp luật, tòa tịch thu 2.000 tệ do phạm tội mà có của bị cáo Chu Toàn, nộp vào công quỹ. Đồng thời công tố viên khẳng định rằng, hành vi của Chu Toàn đã đủ yếu tố cấu thành tội cướp của. Thứ hai, hành vi giết người của Chu Toàn là có chủ ý, không phải do kích động nhất thời. Chu Toàn đã nhiều lần đánh đập nạn nhân, tổng cộng 32 cái vào đầu, cho thấy đây là hành vi giết người có dự mưu. Thứ ba, mặc dù Chu Toàn đã khai báo, nhưng không thể coi là tự thú. Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Bình Dương, tỉnh Tứ Xuyên đã tuyên phạt bị cáo Chu Toàn tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình, tước quyền công dân chính trị vĩnh viễn, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Theo quy định của pháp luật, tòa án tịch thu 2.000 tệ do phạm tội mà có của bị cáo Chu Toàn và trả lại cho thân nhân của nạn nhân. Đồng thời, bị cáo Chu Toàn phải bồi thường 43.710 tệ cho nguyên đơn dân sự là người phụ thuộc của nạn nhân vì hành vi phạm tội của mình. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với vụ án, bác bỏ kháng cáo của Chu Toàn và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Trong quá trình xét xử, luật sư bào chữa của Chu Toàn đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Chu Toàn không có dự mưu trước khi gây án, không mang theo hung khí và hành vi giết Hoàng Tĩnh chỉ là hành động nhất thời, là giết người do bị kích động. Vậy trong các quy định pháp luật hiện hành, cách nói giết người vì kích động có ảnh hưởng đến việc định tội và lượng hình của bị cáo hay không? Để làm rõ vấn đề này, chúng ta hãy lắng nghe giải thích của Phó Giáo sư Tăng Văn Khoa, giảng viên tại Học viện Tư pháp Hình sự, Đại học Chính pháp Trung Quốc. Ông cho biết, khi xem xét mức độ hình phạt, một yếu tố thường được cân nhắc là động cơ gây án. Khái niệm giết người vì kích động thực chất liên quan đến một nội dung rất quan trọng trong động cơ phạm tội. Tuy nhiên, trong bộ luật hình sự của Trung Quốc, động cơ gây án không được quy định cụ thể là tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự. Việc xem xét động cơ gây án như thế nào được giao cho thẩm phán tòa án cân nhắc và quyết định. Vậy so với giết người có dự mưu, giết người vì kích động có nhất thiết phải được giảm nhẹ hình phạt hay không? Thực tế, không có một tiêu chuẩn rõ ràng cho vấn đề này, bởi vì ngay cả khi nói đến kích động, chúng ta cũng có thể nhìn nhận nó từ hai góc độ hoàn toàn khác nhau. Có trường hợp một người giết người vì kích động do mâu thuẫn dân sự hoặc mâu thuẫn hàng xóm, trong lúc tức giận hoặc bị người khác khiêu khích, đã ngay lập tức cầm vũ khí gây án, dẫn đến đối phương tử vong. Trong trường hợp như vậy, nguyên nhân gây ra kích động của họ là do mâu thuẫn dân sự và thường sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, nếu cái gọi là kích động giống như trong vụ án này, theo quan điểm của Phó Giáo sư Tăng Văn Khoa, sẽ không thuộc trường hợp trên. Chu Toàn không phải vì mâu thuẫn dẫn đến giết người do kích động có nguyên nhân, mà để che giấu dấu vết phạm tội trước đó của mình. Chu Toàn sợ nạn nhân sẽ tố cáo hắn, nên đã chọn giết chết đối phương. Loại kích động này, trong các án lệ, không thể trở thành tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho hắn. Nhìn lại toàn bộ vụ án, Chu Toàn vì thỏa mãn dục vọng cá nhân đã tự nguyện giao dịch tình dục và tiền bạc với nạn nhân. Khi hai bên xảy ra mâu thuẫn, hắn đã dùng bạo lực cướp tài sản rồi giết người để bịt đầu mối, che giấu tội ác. Những hành vi này tất nhiên phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Đồng thời, vụ án bi thảm này cũng là một lời cảnh tỉnh đối với mọi người rằng, khi kết bạn, chúng ta cần phải hết sức thận trọng và cẩn thận, tuyệt đối không được dẫm đạp lên ranh giới đạo đức, càng không được vượt qua làn ranh đỏ của pháp luật. Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin dừng lại tại đây. Bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng tôi được biết nhé. Và nếu bạn muốn xem những video tương tự, thì nhớ đăng ký kênh và ấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất trên kênh của chúng tôi. Năm, vụ án Trường Hà. Ngày 8 tháng 3 năm 2016 là một ngày đặc biệt đối với Hải Lâm. Đó không chỉ là ngày quốc tế phụ nữ mà còn là ngày vợ của anh, Trương Hà, 45 tuổi, đột nhiên mất tích. Họ sống tại một thị trấn nhỏ thuộc huyện Hàn Âm, tỉnh Thiểm Tây. Hải Lâm làm nghề thợ sửa chữa, thường phải đi làm sớm và về muộn tại thành phố huyện. Trong khi đó, Trương Hà ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Hải Lâm thường làm việc đến tối muộn khi trời đã tối đen mới trở về nhà. Vào ngày 8 tháng 3, Hải Lâm đặc biệt xin về sớm để dành thời gian bên vợ. Tuy nhiên, khi anh về đến nhà lúc 6 giờ 30 phút chiều, Trương Hà lại vừa đi ra ngoài. Chị gái của Trương Hà, người mới về quê thăm và cũng đang ở nhà Trương Hà, nói với Hải Lâm rằng Trương Hà lên lầu tìm hàng xóm để thu tiền thông cống. Chị ấy còn nói thêm rằng Trương Hà dự định lên lầu lấy tiền rồi sẽ quay lại ngay. Hải Lâm chia sẻ rằng vấn đề ống thoát nước luôn là nỗi đau đầu của hai vợ chồng anh. Do sống ở tầng 1, đôi khi người ở các tầng trên thiếu chú ý và vứt rác vào ống thoát nước, gây tắc nghẽn,
Điều này khiến nước thải tràn ra từ tầng 1, buộc Hải Lâm phải thường xuyên tự tay thông cống. Tuy nhiên, tòa nhà của họ có đến 9 tầng và không rõ căn hộ nào gây ra tình trạng này. Hải Lâm mong muốn mọi người chú ý hơn đến việc vứt rác và đóng góp một khoản tiền để sửa chữa, thay vì chỉ trích anh là người gây tắc nghẽn ống thoát nước. Do Trương Hà không mang theo điện thoại khi ra ngoài, gia đình không thể liên lạc được với cô. Đến sáng hôm sau khi thức dậy, Hải Lâm mới phát hiện vợ vẫn chưa về nhà. Anh lên lầu hỏi từng hộ hàng xóm, nhưng tất cả đều nói không gặp Trương Hà. Lúc này, Hải Lâm nghĩ có lẽ vợ đi chơi với bạn bè hoặc đi giúp đỡ ai đó. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 3, Hải Lâm hỏi thăm khắp họ hàng bạn bè, nhưng vẫn không tìm được tung tích của vợ. Anh bắt đầu hoảng loạn. Sáng sớm ngày 10 tháng 3, Hải Lâm đến đồn công an trình báo. Trong lòng anh nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện chẳng lành. Trương Hà rốt cuộc đã đi đâu? Trước khi rời nhà, cô nói lên lầu thu tiền thông cống, nhưng người ở tầng trên đều khẳng định không gặp cô. Nếu cô đi chơi nhà bạn thì không ai hay biết tung tích của cô. Hơn nữa, cô còn không mang theo điện thoại. Đối với cảnh sát Hà Nam, việc Trương Hà mất tích rất kỳ lạ. Vì Trương Hà nói lên lầu thu tiền thông cống, cảnh sát trước tiên đã đến từng nhà ở tầng trên điều tra. Quả thực không ai nói đã gặp Trương Hà. Sau đó, cảnh sát lại tìm trong hành lang nhiều lần, nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường. Trương Hà mất tích một cách rất kỳ lạ, gọi điện thoại không thấy, không để lại một dấu vết nào. Khi đi, cô mang dép, không cầm điện thoại, để chứng minh thư ở nhà. Cô cũng không mang theo thẻ ngân hàng hay túi sách vốn thường đeo trên vai. Lúc đó, mọi người cảm thấy vô cùng bối rối, không biết Trương Hà rời nhà đi đâu. Liệu có khả năng Trương Hà bị ai đó gọi đi ngay trước cửa nhà nếu cô không lên lầu? Tuy nhiên, bạn bè thân thích của Trương Hà đều nói không gặp cô. Hơn nữa, khi rời nhà, quần áo Trương Hà mặc rất tùy tiện, gần như không mang theo gì. Thật khó hiểu tại sao cô lại hai đêm không về nhà. Cảnh sát đã đến hiện trường, tìm hiểu chi tiết với người nhà và quần chúng xung quanh. Họ cảm thấy vụ việc có nhiều điểm đáng ngờ. Liệu Trương Hà có lấy cớ lên lầu thu phí để tự mình ra ngoài làm việc riêng hoặc bỏ trốn hay không? Điện thoại của Trương Hà trong hai ngày qua không hề có cuộc gọi nào. Cảnh sát kiểm tra hồ sơ cuộc gọi của Trương Hà trước khi rời nhà, phát hiện cô chỉ nói chuyện điện thoại với chồng là Hải Lâm, không có dấu hiệu liên lạc trước với ai khác. Lúc này, Hải Lâm có một suy đoán bất an. Nếu Trương Hà không chủ động bỏ đi, liệu cô có bị ai đó ép buộc dẫn đi ngay trước cửa nhà hay không? Tuy nhiên, suy đi tính lại, Hải Lâm không nghĩ ra được ai sẽ làm như vậy. Nếu là vụ bắt cóc tống tiền, kẻ gian hẳn đã chọn một gia đình giàu có hơn. Gia đình Hải Lâm không có nhiều tiền, không phải là mục tiêu lý tưởng cho loại tội phạm này. Về tính cách của Trương Hà, Hải Lâm tin rằng vợ mình không thể nào kết oán kết thù với ai. Trương Hà là người hiền hòa, điều này anh hiểu rõ. Tòa nhà nơi Trương Hà sinh sống nằm bên một con đường nhỏ, chỉ có một cửa lớn thông ra bên ngoài. Cửa này nằm trong phạm vi giám sát của một camera an ninh ở bên đường. Để làm rõ hành tung của Trương Hà sau khi mất tích, cảnh sát đã trích xuất đoạn video giám sát. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, họ phát hiện một chi tiết quan trọng. Trương Hà, sau khi rời nhà vào chiều 8 tháng 3, đã không đi ra khỏi cửa lớn. Cô rời khỏi căn hộ, nói với người nhà là lên lầu thu tiền vệ sinh, nhưng không quay trở xuống. Cảnh sát phân tích rằng, rất có thể Trương Hà chưa rời khỏi tòa nhà. Họ chợt nghĩ đến một vấn đề, tối hôm Trương Hà mất tích, Hải Lâm không ra ngoài tìm vợ. Ngày hôm sau, khi vợ vẫn chưa về, anh cũng không lập tức trình báo. Phản ứng của Hải Lâm có vẻ hơi chậm trễ. Liệu việc Trương Hà mất tích có liên quan đến mâu thuẫn gia đình hay không? Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Hải Lâm và Trương Hà mới kết hôn được 2 năm. Cả hai đều là cuộc hôn nhân thứ hai sau ly dị. Trước đây, Trương Hà từng lập gia đình ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, nhưng ly hôn vì tính cách không hợp. Sau đó, cô trở về quê cũ Hà Nam, kết hôn với Hải Lâm, người cũng đã ly dị. Hải Lâm có một con trai riêng 15 tuổi đang học cấp 2. Cậu bé không hay biết gì về vụ mất tích này. Trước khi kết hôn với Trương Hà, Hải Lâm sống một mình nuôi con. Cảnh sát tìm hiểu được rằng, với tư cách mẹ kế, Trương Hà quản lý con trai của Hải Lâm khá nghiêm khắc. Quan hệ vợ chồng của họ gặp trục trặc vì đứa con trai này không dễ bảo. Họ từng bàn đến chuyện ly hôn vì Trương Hà không quản được đứa con nghịch ngợm của chồng. Liệu có phải vì vấn đề dạy dỗ con cái mà Hải Lâm và Trương Hà xảy ra mâu thuẫn, từ đó dẫn đến Hải Lâm có một số hành động bất ngờ? Cảnh sát đã tiến hành điều tra về hành tung của Hải Lâm trong khoảng thời gian vợ mất tích. Theo lời khai của Hải Lâm, vào ngày vợ mất tích, con trai anh ở lại trường, không về nhà, còn bản thân anh, sau khi về đến nhà, đã bận rộn với việc sửa máy giặt. Gia đình anh vừa thay máy giặt mới, anh ra ngoài mua động cơ máy giặt về lắp đặt, công việc sửa chữa kéo dài đến khuya, gần 11 giờ đêm. Do sáng hôm sau anh phải đi làm nên đã đi ngủ luôn. Cảnh sát đã đi xác minh từng chi tiết trong lời khai của Hải Lâm về hành tung của anh và con trai vào ngày hôm đó, từ trường học đến cửa hàng đồ kim khí.
Đồng thời, họ cũng kiểm tra tỉ mỉ ngôi nhà của Hải Lâm, tìm kiếm dấu vết bất thường. Kết quả cho thấy hành tung của Hải Lâm và con trai đều có người chứng thực, họ không có thời gian để gây án. Hải Lâm cũng giải thích về những vật dụng như rìu và dao trong nhà. Khi vợ anh còn ở đây, họ thường dùng những đồ này để chặt xương lợn, sườn lợn. Trên các dụng cụ này còn dính dầu mỡ từ trước. Sau khi loại trừ nghi ngờ về gia đình Trương Hà, cảnh sát chuyển hướng điều tra sang những người thuê nhà khác trong tòa nhà. Họ phát hiện tầng 9 của tòa nhà có tình hình phức tạp nhất. Ở tầng này, người ta dựng lên mấy gian nhà tạm bằng ván, nơi các học sinh cấp 2 của trường học gần đó thuê ở. Những học sinh 15, 16 tuổi này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Các em còn trẻ, thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị mạng Internet dẫn dắt đi sai đường, làm những việc thiếu suy nghĩ về hậu quả. Trước đây đã từng xảy ra những vụ án liên quan đến đối tượng này, vì vậy cảnh sát coi họ là một hướng điều tra đáng lưu tâm. Cảnh sát đã đến gặp các học sinh thuê nhà. Các em cho biết trong khoảng thời gian Trương Hà mất tích, có em đi học thêm buổi tối ở trường, có em đến quán net chơi game, không ai thấy Trương Hà lên lầu thu tiền. Các em cũng không để ý đến việc có người lạ lên lầu vào ban đêm. Cảnh sát đã xác minh thời gian ra vào hiện trường, cũng như địa điểm các em đến sau khi rời khỏi hiện trường như quán net và trường học. Sau khi lần lượt điều tra từng học sinh, cảnh sát phát hiện họ không có thời gian gây án. Điều này được chứng thực qua lời khai của các em với nhau. Với số lượng học sinh như vậy, giữa họ đều có thể chứng minh cho nhau về hành tung vào thời điểm xảy ra sự việc. Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn tìm hiểu được một thông tin đáng chú ý. Chủ nhân của mấy gian nhà tạm bằng ván trên tầng 9 chính là anh trai của Trương Hà, người tên Trương Sơn, 53 tuổi. Trong ba anh em nhà Trương Hà, Trương Sơn là người lớn tuổi nhất. Nhà của Trương Sơn ở ngay tầng 8, còn các căn hộ tầng 9 cũng thuộc sở hữu của anh ta. Theo lẽ thường, khi em gái mất tích, người anh trai phải tỏ ra rất lo lắng. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện Trương Sơn không cùng chồng của Trương Hà đi tìm kiếm khắp nơi. Trương Sơn vẫn đi làm đều đặn ở vị trí quản lý chợ rau trong làng bên cạnh. Sau giờ làm, anh ta vẫn chờ đánh mạt chược. Tôi đến lại đi nhảy nhót như không có chuyện gì xảy ra, giống như đang trong ngày nghỉ lễ. Tại sao Trương Sơn lại tỏ ra không mấy bận tâm, thậm chí có vẻ như chuyện em gái mất tích không liên quan gì đến mình? Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được gần đây anh em nhà Trương Hà xảy ra mâu thuẫn về chuyện phân chia tài sản. Trước đây, họ từng cãi vã về quyền sở hữu mấy căn nhà trong gia đình. Thực tế, một nửa số nhà trong tòa nhà này đều thuộc sở hữu của anh em Trương Hà. Nguyên lai, mảnh đất ở đây vốn là nền nhà cũ của gia đình họ. Sau này, qua giải tòa, cả nhà đổi được hơn chục căn hộ. Riêng căn hộ Trương Hà đang ở trước kia thuộc quyền sở hữu của cha cô. Hải Lâm giải thích rằng, do cha Trương Hà tuổi cao, khi bệnh nặng, chính Trương Hà và em gái là người chăm sóc, đưa ông đi khám bệnh. Vì vậy, ông cụ đã để lại căn nhà cho hai con gái. Điều này khiến anh em Trương Hà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sự phân chia tài sản của người cha khiến Trương Sơn, anh trai của Trương Hà, vô cùng tức giận. Anh em họ thậm chí còn cãi nhau đến tận ủy ban thôn vì tranh chấp nhà cửa. Những người dân làng khác nhận xét rằng tình huống này rất hiếm gặp. Đa số mọi người đều coi trọng tình cảm anh em, nhưng Trương Sơn lại đặt tiền bạc, lợi ích lên trên tất cả. Theo lời Trương Sơn, con cái ai cũng có công việc và thu nhập ổn định. Chỉ có anh em Trương Hà là có một mái nhà trên đầu như vậy nên mới xảy ra tranh chấp. Anh em đã cãi nhau một trận nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Căn nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của Trương Hà. Điều này khiến Trương Sơn rất bất mãn. Từ đó, hai người không còn để ý đến nhau nữa. Mặc dù một người ở tầng 1, một người ở tầng 8, nhưng họ gần như không qua lại. Vì vậy, thái độ thờ ơ của Trương Sơn sau khi em gái mất tích cũng dễ hiểu. Cảnh sát đã đi hỏi thăm khắp nơi trong tòa nhà, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối trực tiếp liên quan đến việc Trương Hà mất tích. Lúc này, họ nghĩ đến một vấn đề. Nếu Trương Hà bị bắt cóc hoặc gặp chuyện bất trắc trong tòa nhà, sau 2 ngày trôi qua, nghi phạm không thể cứ giữ cô mãi ở đó. Vì vậy, cảnh sát bắt đầu xem xét kỹ lưỡng lại đoạn video giám sát sau khi xảy ra sự việc, hy vọng phát hiện ra tình huống bất thường từ những người ra vào tòa nhà. Cảnh sát đã kiểm tra cả tòa nhà nhưng không phát hiện điều gì đáng ngờ. Nếu Trương Hà vẫn ở trong tòa nhà, một người sống sờ sờ như vậy hẳn phải ăn uống và về nhà, không thể biến mất. Sau 2 ngày tìm kiếm cẩn thận, cảnh sát phát hiện cư dân trong tòa nhà cơ bản đều đi làm về, ra ngoài dạo phố hoặc mua rau, nhìn qua đều rất bình thường. Chỉ có việc Trương Sơn, anh trai của Trương Hà, ra ngoài vào một tối có chút khả nghi. Tối ngày 10 tháng 3 lúc 23 giờ, Trương Sơn xách một cái túi đan lớn đi ra cửa cùng người bạn gái kém 7 tuổi mà anh sống chung sau khi ly hôn vợ nhiều năm trước. Trời lạnh, đã muộn như vậy, không biết họ ra ngoài làm gì. Theo thói quen của người dân địa phương, vào khoảng thời gian đó, mọi người thường đã đi ngủ cả rồi. Thời gian Trương Sơn ra ngoài vào buổi tối và đồ mang theo đều khá đáng nghi.
Khoảng 2 tiếng sau, tức là vào khoảng 1 giờ hơn rạng sáng ngày hôm sau, Trương Sơn lái xe trở về. Tuy nhiên, lúc về nhà, chiếc túi đan màu trắng đã biến mất. Trương Sơn đã đi đâu trong khoảng thời gian dài như vậy? Hơn nữa, nhìn từ tình hình Trương Sơn xách túi đan lúc đi, đồ vật bên trong có vẻ khá nặng. Sau khi xem đi xem lại đoạn video ghi lại cảnh Trương Sơn xách chiếc túi đan màu trắng, cảnh sát chợt nhận ra một điều. Căn cứ vào phân tích trước đó, Trương Hà rất có khả năng đã bị hại. Liệu chiếc túi Trương Sơn mang theo có phải là để chuyển thi thể hay không? Cảnh sát phân tích rằng, nếu là thi thể, chiếc túi đó hoàn toàn có thể đựng vừa. Với đoạn video giám sát này, họ bắt đầu tăng cường điều tra Trương Sơn. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được nhiều năm trước, Trương Sơn từng ra ngoài làm bảo vệ. Sau khi về làng, anh ta làm quản lý ở chợ rau, phụ trách duy trì trật tự thị trường. Trong thời gian đó, Trương Sơn từng bị xử lý vì đánh một cụ già bán rau. Đồng nghiệp của Trương Sơn nhận xét anh ta là người thiếu văn hóa, thường xuyên lang thang bên ngoài với bạn bè không ra gì. Tính cách của Trương Sơn cũng là nguyên nhân khiến anh ta khó có mối quan hệ lâu dài. Trương Sơn kết hôn sớm, nhưng chỉ vài năm sau, vợ đã bỏ đi vì không chịu nổi tính nóng nảy của chồng. Sau đó, Trương Sơn sống chung với một người phụ nữ khác, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Cho đến nay, anh ta vẫn chung sống với bạn gái mà chưa đăng ký kết hôn. Từ nhỏ đến lớn, Trương Sơn luôn chỉ biết lo cho bản thân, không bao giờ quan tâm đến người khác. Trong quá trình đến thăm hỏi cán bộ ủy ban thôn, cảnh sát tinh ý phát hiện một chi tiết đáng chú ý. Trước đây, do tính cách nóng nảy, Trương Sơn thường xuyên cãi vã với dân làng, kể cả cán bộ thôn. Tuy nhiên, ngay sau khi em gái mất tích, tính tình của anh ta dường như có sự thay đổi. Một cán bộ thôn kể lại rằng, trước kia, mỗi khi nói chuyện, Trương Sơn đều nóng tính, mở miệng toàn lời tục tĩu. Nhưng từ khi em gái mất tích, khoảng một tuần trở lại đây, giọng điệu của anh ta đã thay đổi, không còn to tiếng như trước. Gặp việc trong thôn, Trương Sơn đột nhiên trở nên khiêm tốn, chủ động hỏi ý kiến cán bộ. Sự thay đổi này thật bất thường với một người vốn chỉ biết chửi thề như Trương Sơn. Điều quan trọng hơn là có dân làng nghe thấy Trương Sơn bàn luận về nguyên nhân em gái mất tích. Khi có người hỏi sao lâu rồi không thấy em gái, anh ta nói em gái đã bỏ trốn với người yêu cũ. Trương Sơn còn cung cấp thông tin rằng, em gái anh ta có thể đã lén lút lấy chồng rồi tung tin đồn mất tích để che giấu sự thật. Trong khi em gái Trương Hà vẫn mặt vô âm tín, sống chết chưa rõ. Nếu Trương Sơn thực sự biết điều gì, tại sao anh ta không cung cấp manh mối cho cảnh sát mà lại đi nói với người khác? Hơn nữa, qua điều tra, cảnh sát phát hiện Trương Hà đã ly hôn nhiều năm và trước khi mất tích, cô không hề liên lạc với chồng cũ. Nếu Trương Hà thực sự bỏ trốn với người yêu cũ, ít nhất cô cũng cần mang theo đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, thẻ ngân hàng và điện thoại. Thế nhưng, Trương Hà lại không mang theo bất cứ thứ gì, cứ thế biến mất. Một người dân làng bình luận rằng, nếu em gái Trương Sơn muốn chạy trốn thì cũng không thể bỏ lại tất cả, vì nhà cửa của cô vẫn còn ở đây, biết chạy đi đâu. Kết hợp với tình hình đêm ngày 10 tháng 3, khi Trương Sơn và bạn gái xách đồ ra ngoài, cảnh sát ngày càng thấy một loạt biểu hiện của Trương Sơn đáng nghi. Vì vậy, ngày 16 tháng 3, họ trực tiếp đến nhà Trương Sơn, đưa anh ta và bạn gái đi điều tra. Đối mặt với cảnh sát, Trương Sơn tỏ ra vô tội, khẳng định không gặp em gái vào ngày cô mất tích và không biết cô đi đâu. Khi được hỏi về việc xách túi đan ra ngoài tối ngày 10 tháng 3, Trương Sơn giải thích là đi vứt rác ven đường quốc lộ. Về lý do 2 tiếng đồng hồ sau mới về, Trương Sơn cho biết anh dẫn bạn gái đi tập lái xe vào buổi tối vì đường vắng. Họ đi qua một đoạn đường núi, ném túi đan đựng rác xuống khe núi. Trương Sơn còn nói thêm rằng, họ giúp người ta vứt hai cái máy trộn bê tông cũ, sau đó lên một ngôi miếu Hà Lai tập lái xe, đi chơi cho khuây khỏa. Bạn gái của Trương Sơn cũng miêu tả về việc ra ngoài tối hôm đó hoàn toàn giống anh ta. Cả hai đều khẳng định với cảnh sát rằng, mặc dù có mâu thuẫn với Trương Hà, nhưng họ thực sự không hay biết gì về việc cô mất tích, không biết Trương Hà còn sống hay đã chết, cũng không liên quan gì đến chuyện này. Lời giải thích của Trương Sơn và bạn gái nghe qua thì hợp lý. Hơn nữa, với tư cách anh em ruột, thật khó tưởng tượng Trương Sơn lại ra tay độc ác với Trương Hà. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn cần tiếp tục điều tra, xác minh về hành tung của Trương Sơn vào tối hôm đó. Hiện tại, vấn đề khiến cảnh sát đau đầu nhất là mâu thuẫn giữa Trương Sơn và em gái Trương Hà rốt cuộc sâu đến mức nào, liệu Trương Sơn có khả năng liều lĩnh phạm tội hay không. Khi cha còn sống, Trương Sơn đã oán trách việc cha phân chia nhà cửa, giờ cha mất, dì Ngôn lại gây thêm tranh chấp. Sau khi tìm hiểu sâu về vấn đề này, cảnh sát phát hiện mâu thuẫn nhà cửa giữa anh em rất phức tạp, không chỉ đơn giản là một căn nhà cha để lại. Ngay từ khi cha còn sống, quan hệ giữa họ đã không tốt, cứ vài ba ngày, anh em lại cãi vã. Mỗi năm, cán bộ thôn phải đến nhà họ hòa giải không dưới 10 lần. Nguyên lai,
sau khi nền nhà cũ của gia đình Trương Hà bị giải tỏa, họ đổi được hơn chục căn nhà. Vốn dĩ, do chị em Trương Hà đều đã lấy chồng ra ngoài, trong nhà chỉ còn Trương Sơn và cha già. Nhưng mấy năm trước, Trương Hà và chị gái lần lượt ly hôn, buộc phải về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Khi ấy, cha già của Trương Hà vẫn còn sống. Ông đau lòng trước hoàn cảnh của hai đứa con gái, hơn nữa trong nhà cũng có nhiều căn hộ, nên đã quyết định cho Trương Hà và chị gái mỗi người một căn. Trương Sơn khi đó đang thuê nhà ở An Khang, sau khi trai chia nhà cho hai em gái, anh mới chuyển về. Theo tìm hiểu của cảnh sát, khi trai chia nhà cho hai đứa em gái, Trương Sơn đã bày tỏ ý kiến phản đối. Anh cho rằng hai đứa em gái không nên được chia nhà vì đó phải là tài sản của anh, đứa con trai duy nhất trong gia đình. Trương Sơn lập luận rằng các em gái đã lấy chồng, ra ở riêng, không thể nhận nhà một cách dễ dàng như vậy, coi như hàng rơi trên trời xuống. Trương Sơn rất oán trách cha về quyết định này. Tuy nhiên, quan niệm của người cha lại cho rằng con gái cũng phải có phần tài sản. Ông lấy ví dụ ngay cả khi ông qua đời, tài sản cũng sẽ được chia đều cho các con, kể cả người con gái đã lấy chồng ở xa. Cuối cùng, dưới sự hòa giải của ủy ban thôn, Trương Sơn và hai đứa em gái tạm thời không gây gổ. Khi đó, Trương Sơn đã đồng ý với phương án phân chia. Ủy ban thôn cũng có ý kiến và tiến hành hòa giải, thậm chí còn có chữ ký của Trương Sơn trong biên bản. Tuy nhiên, anh vẫn coi đó chỉ là hình thức, không thực sự tâm phục khẩu phục. Hai năm trước, khi cha già của Trương Hà bệnh nặng, phải nằm liệt giường và cần người chăm sóc, Trương Hà đã tái hôn tại địa phương. Để tiện chăm sóc cha, cô dọn về ở cùng cha. Hai tháng trước, cha qua đời. Lúc này, Trương Sơn muốn em gái rời khỏi căn nhà và chuyển về nhà riêng. Nhưng bất ngờ thay, trước lúc lâm chung, cha đã trăng trối rằng ai chăm sóc ông thì căn nhà sẽ thuộc về người đó, tức là ông để lại nhà cho hai đứa con gái. Hải Lâm giải thích rằng, trong suốt hơn 2 năm cha vợ bị liệt giường, chính anh và vợ đã tận tâm chăm sóc, đưa ông đi khám bệnh. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ với người cha già. Cha vợ cũng gửi gắm tình cảm và sự tin tưởng vào con rể Hải Lâm. Trương Hà và chồng vốn dọn về để tiện chăm sóc cha già. Nay cha đã qua đời, nhưng họ vẫn ở lại căn nhà này. Điều đó càng khiến mâu thuẫn giữa anh em trở nên gay gắt. Trong mắt Trương Sơn, lời trăng trối của cha trước lúc lâm chung đã chịu ảnh hưởng từ em gái. Anh cho rằng em gái chăm sóc cha là có ý đồ, mục đích để được chia tài sản. Kết quả xử lý vụ việc lúc đó cho thấy cha già không muốn ở cùng Trương Sơn vì tính tình của anh không tốt. Ông muốn được các con gái chăm sóc và Trương Sơn cũng đã đồng ý với điều này. Hơn nữa, theo lời Trương Sơn, tài sản cha để lại không chỉ có căn nhà mà còn có một cửa hàng mặt tiền đang cho thuê mở tiệm cắt tóc. Cửa hàng mặt tiền đó có giá trị cho thuê lên đến mấy nghìn tệ một năm. Đối với khu vực nông thôn như vậy là rất đáng kể. Trương Sơn cho rằng số tiền thuê nhà đáng lẽ là nguồn thu nhập của anh, nhưng giờ lại bị em gái chia mất. Anh cảm thấy việc để em gái sở hữu cả cửa hàng mặt tiền lẫn căn nhà là quá bất công. Trương Sơn khẳng định cửa hàng vốn dĩ thuộc về anh đã bỏ tiền túi để mua cửa hàng đó. Theo Trương Sơn, anh thậm chí còn đưa tiền sinh hoạt cho em gái. Thế nhưng, giờ đây tất cả đều bị em gái chiếm mất. Trương Sơn bức xúc, đã cho em một căn nhà, sau em còn muốn cướp nốt cửa hàng. Em đã được chia nhà, giờ còn chiếm luôn cả nhà sau lưng anh nữa. Đây quả là hành vi ức hiếp người quá đáng. Tuy nhiên, Hải Lâm, chồng của Trương Hà, lại có quan điểm khác. Anh cho rằng, Trương Hà và chị gái đã tận tâm chăm sóc cha già, thể hiện đầy đủ lòng hiếu thảo. Ngược lại, ở điểm này, Trương Sơn lại làm rất không đủ. Anh ta không quan tâm, chăm sóc gì cho cha, ngay cả ngày lễ cũng không đến thăm. Hải Lâm lập luận nếu Trương Sơn không muốn em gái được chia tài sản, anh ta nên làm tròn trách nhiệm chăm sóc cha già. Nhưng trên thực tế, Trương Sơn hoàn toàn không làm được điều đó. Khi cha già sức khỏe yếu, hai đứa em gái vẫn phải gánh vác việc chăm sóc. Ở phương diện này, Trương Sơn không đóng góp được bao nhiêu. Hải Lâm khẳng định trong thời gian cha già ốm đau, hai đứa em gái đã chăm sóc tận tình, không hề làm điều gì có lỗi với cha. Anh cho rằng cách phân chia tài sản cuối cùng là hợp tình hợp lý. Ngay sau khi cha qua đời, mâu thuẫn giữa Trương Sơn và các em càng trở nên gay gắt. Theo lời cán bộ ủy ban thôn, họ chưa từng gặp trường hợp mâu thuẫn gia đình nào khó hòa giải đến như vậy. Ủy ban thôn đã cố gắng hòa giải rất nhiều vụ việc, từ tranh chấp đất đai đến chia tài sản, nhưng chưa từng đối mặt với tình huống phức tạp như của gia đình Trương Sơn. Cuối cùng, Trương Hà vẫn giữ căn nhà cha để lại và cửa hàng mặt tiền cũng được cô cho thuê ra ngoài. Với tư cách là người anh trai, tâm trạng bất mãn của Trương Sơn có thể hiểu được. Nếu phân tích theo hướng này, không loại trừ khả năng Trương Sơn đã làm điều quá đáng trong cơn tức giận. Đồng thời, cảnh sát cũng đã cơ bản làm rõ hành tung của Trương Sơn vào tối ngày 10 tháng 3. Thông qua camera giám sát trên đường phố, họ đã tìm kiếm và truy vết chiếc xe của Trương Sơn.
Quá trình phân tích video mất tổng cộng 1 ngày. Cuối cùng, cảnh sát phát hiện Trương Sơn và bạn gái, hai người đã lái xe về phía một hồ nước gần thành phố huyện. Con đường dẫn đến hồ nước khá hẹp, một bên là vực sâu, ban đêm không có ánh đèn. Lời giải thích của Trương Sơn rằng, anh dẫn bạn gái đến đó tập lái xe nghe không mấy thuyết phục. Cảnh sát đã chất vấn Trương Sơn về điều này. Họ nghi ngờ ngay cả một người lái xe lành nghề cũng không muốn tập lái ở nơi như vậy, bởi đường núi hẹp và là đường đất, rất khó để tập lái xe. Trương Sơn khai với cảnh sát rằng, tối hôm đó, anh ta chỉ ra ngoài vớt rác. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm kiếm dọc con đường anh đi qua, nhưng vẫn không phát hiện chiếc túi đan màu trắng mà Trương Sơn xách theo. Điều này khiến cảnh sát cho rằng, Trương Sơn và bạn gái đang nói dối, rất có khả năng liên quan trực tiếp đến vụ mất tích của Trương Hà. Tuy nhiên, những phân tích trên vẫn chỉ là suy đoán, bằng chứng cụ thể vẫn chưa có. Video giám sát cho thấy Trương Hà gần như chắc chắn đã gặp bất trắc trong tòa nhà. Tuy nhiên, khi kiểm tra nhà của Trương Sơn, cảnh sát không hề phát hiện dấu vết như vết máu. Vậy hiện trường vụ án rốt cuộc ở đâu? Cảnh sát tiến hành kiểm tra cẩn thận từng tầng trong tòa nhà dọc theo hành lang. Khi đến tầng 7, cảnh sát phát hiện điều bất thường ở cửa sổ một căn hộ. Nút cài cửa sổ đáng lẽ phải ở bên trong lại được cài ở bên ngoài. Hơn nữa, có dấu vết cho thấy cửa sổ đã bị tháo ra rồi lắp lại tạm thời. Căn hộ này thuộc sở hữu của chị gái Trương Hà, chính là căn nhà mà cha già phân chia lúc sinh thời. Tuy nhiên, chị gái Trương Hà hiện đang ở nơi khác, ít khi về nhà nên căn hộ vẫn ở dạng thô, không có người ở. Vậy tại sao cửa sổ lại bị mở? Cảnh sát tiến vào phòng qua cửa sổ để kiểm tra và có phát hiện quan trọng. Trên một bức tường có một mảng lớn vết máu, trên mặt đất cũng có dấu vết máu. Họ lập tức lấy mẫu đưa đi xét nghiệm và kết quả cho thấy đó là máu người. Vậy đó là máu của ai? Cảnh sát cần tiến hành xét nghiệm ADN, gửi mẫu đến Viện Khoa học Hình sự Tứ Xuyên để phân tích. Lúc này, họ nhận định rất có khả năng người phụ nữ mất tích đã bị hại, vết máu kia là kết quả của hành vi phạm tội. Trong cát dưới đất, cảnh sát còn phát hiện sợi tóc màu vàng kim, trùng khớp với màu tóc nhuộm của người mất tích. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định những vết máu tại hiện trường chính là của Trương Hà. Từ những bằng chứng này, cơ bản có thể khẳng định Trương Hà đã bị sát hại. Tại hiện trường, cảnh sát cũng thu được dấu vân tay của Trương Sơn, càng củng cố nghi ngờ về sự liên quan của anh ta đến vụ án. Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo chính là tìm kiếm thi thể của Trương Hà. Đây là chìa khóa then chốt để vụ án có thể được điều tra thuận lợi. Nếu thi thể không còn trong tòa nhà, liệu có khả năng hung thủ đã chuyển xác ra ngoài bằng cách nào đó hay không? Kết hợp với tình tiết Trương Sơn xách túi đan màu trắng, lái xe đến hồ nước, rất có thể anh ta đã ném xác Trương Hà xuống đó. Hồ nước có diện tích rất lớn, không biết Trương Sơn sẽ vứt xác từ hướng nào. Cảnh sát buộc phải tản ra, tìm kiếm cẩn thận dọc theo chu vi hồ nước. Họ tự mình đến tận nơi để xem xét tình hình của hồ nước, tìm manh mối cho vụ án. Sau một buổi sáng tìm kiếm, cảnh sát tình nghi cuối cùng phát hiện ra một manh mối quan trọng ở bên hồ nước. Họ nhận thấy đá ven bờ có dấu hiệu bị dịch chuyển, hơn chục viên đá đã bị lật ra, để lại một hố nhỏ. Điều này trở thành hướng điều tra trọng yếu tiếp theo của cảnh sát. Việc đá bị lật rất có thể là dấu hiệu của hành động thả đồ vật xuống nước. Vì vậy, cảnh sát dọc theo điểm này ở ven bờ, mò về phía trước. Do độ sâu của nước, họ tìm một cây sào tre dài để thăm dò. Họ cẩn thận cầm sào tre, đưa xuống nước và di chuyển về phía trước. Cuối cùng, ở khoảng cách mấy mét từ mặt nước ven bờ, cảnh sát dùng sào tre chọc đến một vật thể mềm mại. Khi thử lại, họ cảm nhận được đó không phải là vật cứng như đá hay hành lý thông thường, cảm giác khác hẳn khi chạm vào. Cảnh sát dùng móc sắt móc vào vật thể đó và dùng sức kéo lên mặt nước. Họ phát hiện đó là một góc của chiếc túi đan màu trắng, bên trong có vật nặng. Khi mở túi ra, họ thấy rõ ràng có vết máu và chất lỏng màu đỏ chảy ra. Lúc đó, trong lòng mọi người đều thấy nặng nề. Bí ẩn về vụ mất tích của Trương Hà đã được sáng tỏ. Hung thủ có lẽ vẫn còn lúng túng khi gây án, vì đêm hôm đó, hắn đã đi xuống hồ nước mà không ai hay biết. Nguyên lai, dưới hồ nước có một con đường ngầm, nhưng từ mặt nước nhìn xuống bình thường sẽ không thấy. Thi thể sau khi bị vứt xuống vừa hay lăn đến con đường đó nên lờ mờ có thể nhìn thấy. Nếu không để ý, rất dễ bỏ qua. Tiếp theo, cảnh sát hỏi cung Trương Sơn mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Trương Sơn thừa nhận tất cả những việc này đều do hắn gây ra. Em gái Trương Hà chính là bị hắn giết hại. Hắn chấp nhận trừng phạt, không hề có ý định chạy trốn mà sẵn sàng đón nhận hình phạt cho tội ác mình đã gây ra. Theo lời khai của Trương Sơn, bi kịch bắt nguồn từ ngày 8 tháng 3 khi Trương Hà lên tầng 9 để thu phí thông cống. Tiếng gõ cửa ký túc xá học sinh của cô đã vô tình lọt vào tai Trương Sơn và bạn gái ở tầng dưới. Trương Sơn khẳng định tầng 9 là lán do hắn dựng lên nên hắn mới là chủ nhà. Việc Trương Hà lên tận nơi thu tiền là không hợp lý. Thay vì gõ cửa từng phòng,
cô chỉ cần dán giấy thông báo. Hơn nữa, mức phí mà Trương Hà đòi hỏi cũng quá cao so với quy định. Mâu thuẫn về quyền sở hữu căn nhà, cộng thêm việc hai bên vừa cãi vã không lâu, khiến bạn gái của Trương Sơn vô cùng tức giận trước hành động của Trương Hà. Cô cho rằng Trương Hà luôn có những hành động quá đáng, trước là cướp nhà, giờ lại muốn cướp cả tiền thuê trên đầu họ, cứ nghĩ mọi thứ đều là của riêng mình. Trương Sơn đồng tình với quan điểm của bạn gái, hắn cảm thấy bị ức hiếp và cho rằng em gái đã cướp đi tài sản vốn dĩ thuộc về mình. Hắn bức xúc tự hỏi tại sao bị người khác cướp mất nhà cửa lại không được quyền phản kháng. Trương Sơn lập luận rằng nếu muốn thu phí, Trương Hà phải tìm chủ nhà chứ không thể tự ý lấy tiền của những sinh viên thuê trọ vốn đã không mấy khá giả. Ban đầu, hắn và bạn gái chỉ định lên tiếng phản đối hành động này của Trương Hà. Tuy nhiên, bạn gái của Trương Sơn tiếp tục bày tỏ sự bất bình và cho rằng Trương Hà cứ ức hiếp mình. Dù căn nhà không thuộc quyền sở hữu của cô, nhưng Trương Hà cũng không thể hành xử quá đáng như vậy. Sau đó, cả hai rời khỏi nhà, đi thẳng đến chỗ ở của học sinh tầng 9. Trong cơn tức giận, Trương Sơn xông lên lầu, vừa gặp mặt đã ra tay hành hung, khiến Trương Hà ngã xuống bất tỉnh. Chưa dừng lại ở đó, bạn gái của hắn còn dùng cán chổi đánh đập lên cơ thể nạn nhân đang mê man. Cô ta cho rằng đã cố gắng khuyên can em gái, nhưng nếu cô ấy cứ bức bách đến đường cùng, cướp đi tất cả thì cũng sẽ không thể sống yên ổn. Đây là một vụ án mạng xuất phát từ kích động nhất thời. Trương Sơn ban đầu không hề có ý định trừng phạt em gái, nhưng do quá nóng giận nên đã ra tay. Sau khi hành hung Trương Hà đến bất tỉnh, hắn đến tầng 7, đột nhập vào nhà chị gái nạn nhân rồi tiếp tục hành hung. Khi chứng kiến em gái tắt thở, Trương Sơn cũng cảm thấy day dứt. Hắn hối hận vì đã nghe theo sự xúi dục của bạn gái mà gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trương Sơn cho rằng mình suýt nữa đã bỏ đi, nhưng vì nghe lời bạn gái rằng đang bị mọi người ức hiếp, cướp đoạt tài sản nên đã mất kiểm soát. Hắn tưởng mọi người ủng hộ mình, nào ngờ cuối cùng lại đẩy bản thân vào vòng lao lý. Có thể thấy, làm việc gì cũng cần phải bình tĩnh và tỉnh táo, không nên để cảm xúc lấn át lý trí. Chính sự nóng này, thiếu kiềm chế đã biến mâu thuẫn giữa Trương Sơn và em gái thành bi kịch đau lòng. Thêm vào đó, sự xúi dục của người bạn gái đồng cư đã khiến Trương Sơn mất hết lý trí, không làm chủ được hành vi của bản thân. Bạn gái của Trương Sơn vẫn cho rằng, với tư cách con trai trong gia đình, hắn xứng đáng được hưởng nhiều hơn. Cô ta khuyên Trương Sơn hãy hướng về phía trước và tập trung đòi lại quyền lợi cho mình. Dù hung thủ đã xa lưới pháp luật và sự thật phũ phàng được phơi bày, Hải Lâm, chồng của Trương Hà, vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau mất vợ. Hạnh phúc vừa tìm lại được giờ đây tan thành mây khói, để lại trong anh một tương lai u ám và mông lung. Sau sự việc, Hải Lâm cảm thấy tâm hồn trống rỗng, không biết phải làm sao để vui vẻ trở lại. Anh không thể an tâm làm việc, suốt ngày lo lắng vì không có ai chăm sóc con cái. Điều khiến anh day dứt nhất chính là mỗi khi về nhà, sẽ không còn ai đón chào. Khi cha già của Trương Hà qua đời, ông hẳn không ngờ rằng, chỉ 2 tháng sau, gia đình mình lại xảy ra biến cố trọng đại đến vậy. Con gái mất mạng, con trai mất tự do, 3 đứa con giờ chỉ còn lại một. Gia đình ông yêu quý suốt bao năm qua, bây giờ chỉ còn lại toàn nỗi u sầu. Hải Lâm bày tỏ sự phẫn nộ đối với Trương Sơn. Anh cho rằng, dù có đánh Trương Sơn đến mức nào cũng không thể bù đắp được mất mát này. Tuy nhiên, anh cũng không muốn tàn nhẫn như Trương Sơn. Hải Lâm tự hỏi giữa người anh trai và kẻ tự tay giết em gái mình có gì khác biệt. Có anh trai như vậy thì khác nào không có. Hải Lâm khẳng định từ nay anh không còn coi Trương Sơn là anh trai nữa. Anh tin rằng nếu cha vợ còn sống, ông cũng sẽ không thừa nhận đứa con trai bất hiếu này. Căn nhà mà các con cái tranh giành bao lâu nay vẫn còn nguyên vẹn. Cửa hàng mặt tiền đáng giá cũng không mất đi. Nhưng khi người đã khuất, những thứ vật chất này còn có ý nghĩa gì? Ngay từ khi nhà chưa được sửa sang và xây dựng, giữa các thành viên trong gia đình đã có mâu thuẫn. Chính vì vậy mà người cha già đã đứng tên sở hữu 2 căn nhà. Hải Lâm cho rằng mọi người chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân, ham muốn vật chất quá nặng nề. Chính lòng tham và sự ích kỷ đã khiến Trương Sơn ra tay tàn nhẫn với em gái ruột của mình. Anh vô cùng tiếc nuối bởi tình cảm anh em vốn không có gì là không thể hóa giải. Hải Lâm cũng nhấn mạnh rằng mọi việc cần phải tuân theo pháp luật. Nếu có bất đồng, tranh chấp, hoàn toàn có thể tìm đến tòa án để giải quyết. Những vấn đề tưởng chừng nan giải đều có thể được các quan tòa phân xử một cách công bằng. Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin dừng lại tại đây. Bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng tôi được biết nhé. Và nếu bạn muốn xem những video tương tự, thì nhớ đăng ký kênh và ấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất trên kênh của chúng tôi.